đang đi. Các bạn học tiếng Anh thì biết cái điều này rồi ha. Ok, thì mình nhớ cái điều đó. Khi mà các bạn muốn nói, diễn tả một cái điều gì đó, nó liên quan tới cái việc làm của mình trong tương lai, cái ước muốn của mình trong tương lai, thì mình có thể dùng cái chữ vin hoặc là chữ skull nhé. Rồi nó sẽ có một số cái động từ khiếm khuyết khác nữa, rồi cộng cho cái infinitive có nghĩa là động từ ở thì nguyên mẫu nhé. Rồi mình làm cái gì đó thì mình diễn tả ra. Hoặc là cái cách thứ hai đó là mình dùng cái động từ ở thì hiện tại cộng cho cái từ ngữ diễn tả về thời gian, một cái mốc thời gian ở trong tương lai. Đó là mình muốn nói về một cái gì đó ở thì tương lai nha các bạn. Rồi, bây giờ mình vô lại cái trang 52, Hồ Con Phó Thèn Lê Y Cà Sân. Mình ôn lại cái trang cuối của cái buổi học rồi nha. Rồi mình để bắt đầu mình đi tiếp. Hồ Con Phó Thèn Lê Y Cà Sân, tức là Hồ Côn kể chuyện ở trong lớp học của mình. Lôi đắc ô sơn đắc ha giai free. Thứ bảy và chủ nhật thì tôi rảnh rỗi. Các bạn nhớ, lần rồi anh có nhắc nha. Giai ha free nó khác với lại giai a free nha. Ok, giai ha free có nghĩa là tôi rảnh rỗi, tôi có thời gian rảnh. Còn giai a free có nghĩa là tôi được tự do nha. Tôi được tự do, tôi trở nên là công dân tự do. Hai nghĩa nó khác nhau. Lôi đắc blay giai o rịt o vạt ke dầm ma. Ngày thứ bảy thì tôi thường nha. Cái chữ blay có nghĩa là nó cũng là một cái dạng động từ đó. Nhưng mà nó có nghĩa là mình diễn tả một cái việc gì đó mình làm thường xuyên nha. Và làm cái gì thì mình phải diễn tả ra, thì nó anh nghĩ nó cũng là thuộc một cái dạng gọi là động từ khiếm khuyết đó. Lơ đắc lầy dây có nghĩa là tôi thường. Ô rịt đơ là dọn dẹp. Ô vạt ke dèm vạt ke có nghĩa là lau chùi dọn rửa nhá. Dèm là cái căn nhà, cái nơi ở của mình. Thứ bảy thì thường là tôi dọn dẹp và lau chùi nhà cửa. Sơn đắc slap bay dây ạp. Ele go po thư. Chủ nhật tôi nghỉ ngơi. Slap ạp. Nó đi chung với nhau nha các bạn. Ele go po thư. Go po thư nó cũng là một cái trick. Có nghĩa là đi dạo nhé. Dây dừa ổ xô. Lít school Arabai. Tôi cũng làm một chút cái công việc của trường học. School Arabai dịch đúng nghĩa ra nó là công việc của trường học. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu tức là những cái công việc mà trường giao phó cho mình hoặc là những cái công việc gì liên quan tới trường học. Hồ Côn là giáo viên đúng không? Thì công việc của trường học thí dụ như là ở nhà chấm điểm hoặc là soạn giáo án vân vân, ví dụ như vậy nhé. Còn mình là học sinh sinh viên đó thì mình sẽ dùng cái chữ gọi là dèm me lẹt xe hoặc là chữ lẹt xe ha. Dèm me có nghĩa là ở nhà, lẹt xe là bài tập về nhà làm, hoặc là chữ lẹt xe có nghĩa là exercise đó, có nghĩa là bài tập. Men i hèn ga scan dây ra tin bà gần. Nhưng vào cuối tuần i hèn ga tức là in weekend đó nha. Hèn ga hoặc là hèn gần đều dùng được nhé. Hèn ga là hình xuân, hèn gân nó là hành xuân, và hai từ này đều được chấp nhận nhé. Các bạn dùng hành xuân hay hình xuân đều được hết. Men i hèn ga stol dây tra tin bà gân. Ở đây mình thấy nó lại dùng động từ khiếm khuyết, đó là động từ stol, và cái chữ tra nó là infinitive nhé, là động từ nguyên mẫu. Scan dây tra tin bà gân, vào cuối tuần thì tôi sẽ đi đến bà gần. Dar, dar là ở đó nhé. Har là ở đây. Har thay chữ d bằng chữ h nhé, thì nó có nghĩa là ở đây. Har. Còn cái kia là dar là ở đó. Thì tôi sẽ scan dây go po concert. Scan dây go po concert. Concert có nghĩa là một cái buổi hòa nhạc. Nó khác với lại một cái vở cải lương hoặc là một cái buổi văn nghệ nha các bạn. Concert có nghĩa là người ta chơi nhạc cụ nhiều hơn, thường là như vậy. Da scan dây go po concert có nghĩa là ở đó thì tôi sẽ đi tham dự một cái buổi hòa nhạc. Da scan trep fe en ven i Bergen. Tôi sẽ gặp gỡ một người bạn ở Bergen. Da scan bu po hotel.
Tôi sẽ sống ở khách sạn. Odeskansby sẽ vô restaurant và tôi sẽ ăn uống ở trong nhà hàng. Để commit tin of living. Committing tức là going to. Nó cũng là một cái cách để mà mình diễn tả một cái điều gì đó thuộc về tương lai nha. I'm going to gì đó nha. Thì cái chữ going to này mình tạm thời mình cũng gọi nó là cái động từ khiếm khuyết đi nha. Oblivin. Obli có nghĩa là động từ ở thì infinitive, nguyên mẫu nha. Động từ obli tức là trở nên, trở thành nha. Thì true day có nghĩa là tôi tin như thế. Thì ông này ông tin là ok mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nha. Tôi tin là những cái việc mà tôi dự định tôi làm nó sẽ được hoàn thành ở trong tương lai nha. Mọi thứ sẽ ổn. Ok. True day. Hồ Côn nói Vaskandujure ihenga Emma. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần vậy Emma? Skandugopothur. Bạn sẽ đi dạo chơi. Ele Skanduslapap. Hay là bạn sẽ nghỉ ngơi. Vabeti henga. Ồ, cái chữ henga nghĩa là gì vậy thầy? Henga alodak osondak. Henga có nghĩa là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Đây là một cái cách giải thích ha. Tức là ngày thứ bảy và chủ nhật đó, ngày rảnh rỗi đó. Và skandujura lodak osondak. Bạn sẽ làm gì vào thứ bảy và chủ nhật? Jeskan shopamat. Oyeskan rite ovaske. Etepo scan dây trẻ nè. Tôi sẽ đi mua sắm thực phẩm, đồ ăn nhé. Và tôi sẽ dọn dẹp và lau chùi. Etepo có nghĩa là sau đó nhé. Scan dây trẻ nè. Sau đó rồi thì tôi sẽ đi tập thể thao nhé. Tập thể thao. Dây mô oso rite. Samira nói chen vào. Tôi cũng phải dọn dẹp. Dây mô oso. Cái chữ mô đây nó cũng thuộc về modern verb nhé. Tức là động từ khiếm khuyết. Tôi cũng phải dọn dẹp. O etapo scan dây lè sa lít nốt. Và sau đó thì tôi sẽ học một chút tiếng Na Uy nha. Ôn lại tiếng Na Uy một chút. Bra. Tuyệt vời, tốt lắm. Và mẹ đầy. Din. Còn em thì sao? Din. Ok, bây giờ mình qua tiếp trang 53 nha các bạn. Có một số bạn đến bây giờ vẫn chưa có biết cách vào cái lớp này như thế nào nữa, vẫn còn nhắn tin cho anh, gửi link. Các bạn phải chịu khó theo dõi mấy cái thông báo rồi, có cái đường link đã thông báo đưa lên trên hết rồi. Ok. Adin. Adin trả lời nha các bạn, bắt đầu mình qua bài mới hôm nay nha. Ihenga vinjaya naslapap osu velenga. Lodak skanjetra tin byen och träffa vänner. Vi ska gå på kino. Söndag blir jag och gå en tur i parken. Hãy đọc lại nhé. Adin trả lời. I henga vin jag gärna slappa av och sova länge. Lodak skanjetra tin byen och träffa vänner. Vi ska gå på kino. Söndag blir jag och gå en tur i parken. Ok nha. Anh dịch ra nha. I henga vinjajana slappa av. Tức là vào cuối tuần thì tôi thích được nghỉ ngơi. Vinjajana. Cái chữ jana ở đây có nghĩa là một cái sự gì đó mình rất là ham muốn nha. Mình khao khát nha. Thì mình nói là dây vin slappa av có nghĩa là tôi muốn được nghỉ ngơi. Dây vin slappa av có nghĩa là tôi muốn được nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mình thêm cái chữ jana vô, dây vin jana slappa av có nghĩa là mình đang nói lên cái khao khát của mình nha. Thực sự là mình cần được nghỉ ngơi, mình muốn được nghỉ ngơi nha, bằng mọi cách, ví dụ như vậy. Thì thường thường mình thêm cái chữ jana vào nha. Thì người ta hỏi bạn có muốn ăn cái bánh này không, bạn có muốn mua một ly cà phê không, tôi mời, ví dụ vậy. Mình nói jana có nghĩa là tôi muốn lắm, mình thể hiện cái ước muốn của mình nha. Ihenga vinja jana slappa av och sova länge. Và ngủ dài. Ngủ dài có nghĩa là mình muốn ngủ nướng nha, mình muốn ngủ thêm
dài hơn là thường lệ. Ihen ga vinja jana slap up also về lại nghe, có nghĩa là cuối tuần tôi muốn được nghỉ ngơi, thực sự là muốn được nghỉ ngơi và muốn được ngủ nướng. Lördag ska jag dra till byen och träffa vänner. Thứ bảy thì tôi sẽ đi vào trong thành phố, đi tới thành phố. Thì thường cái cách diễn tả của người Tây đó, khi mà nói tới thành phố đó, thì thường thường người ta hay diễn tả đó là người ta đi tới downtown, có nghĩa đi tới trung tâm thành phố nha các bạn. Chủ thầy đang ở trong thành phố Oslo, nhưng mà khi thầy nói là Jay Skandra tin biển, hoặc là có một cái cách diễn tả khác theo cái nghĩa đen của nó, thì người ta nói là tin centrum nha, tin centrum tức là central đó. In centrum nhé, in centrum có nghĩa là đi downtown đó, tức là xuống trung tâm phố. Tại vì ở đây cái cách sống của Tây phương, tức là một cái trung tâm nó sẽ là cái vùng mà nó gom tụ tất cả những cái nhà hàng, những cái sinh hoạt cần thiết nha. Rồi người ta thì thường thường người ta sống ở các vùng ven của cái trung tâm, thường như vậy là nhiều nha, để cho nó có một cái sự yên tĩnh riêng tư. Nó khác với lại Việt Nam, đường phố nào cũng gần như là trung tâm, đường phố nào cũng ồn ào hết. Nhưng mà ở bên Tây thì thường thường nó sống co cụm chung quanh một cái lõi, một cái trung tâm nhé. Thì mình sẽ dùng cái chữ là centrum cũng được, hoặc là ra tin biển. Ra tin biển nó có hai nghĩa, có thể là bạn sống ở bên ngoài thành phố, bạn di chuyển vào trong thành phố nhé, hoặc là bạn cũng có thể đang ở trong thành phố nhưng mà bạn muốn đi lên trung tâm nhé. Thì nghĩa bóng của nó có nghĩa là đi centrum, đi lên trung tâm phố nhé. Còn nghĩa đen của nó có nghĩa là đi di chuyển vào trong thành phố. Lördag ska jag dra till byen och träffa vänner. Ngày thứ bảy thì tôi sẽ đi lên trên phố nhé và gặp gỡ bạn bè. Träffa vänner. Các bạn để ý trong cái câu này nha, về vấn đề văn phạm. Khi mà dùng chữ stan rồi nhé, thì các động từ còn lại mà nó liên quan trong cùng một câu đó, tức là trước cái dấu chấm cuối câu đó, thì mình sẽ đều sử dụng ở thì nguyên mẫu hết. Thí dụ ở đây mình thấy có chữ otra với lại otrefe nhé, otra với lại otrefe nó đều dùng ở thì nguyên mẫu nhé, chứ không có phải là ở đầu là mình sẽ dùng chữ scandra rồi chữ sau là trefe ở thì hiện tại đâu. Cái chữ trefe nó cũng phải ở thì nguyên mẫu nha các bạn, tại vì nó liên quan. Tức là thứ bảy này tôi sẽ di chuyển vào trong thành phố và tôi sẽ gặp gỡ bạn bè, thay vì người ta lặp lại cái chữ storm hai lần đúng không? Tại vì ở đây có hai cái động từ nhé, nhưng mà không cần thiết, người ta chỉ dùng cái chữ sẽ một lần thôi. Tôi sẽ di chuyển tới thành phố và gặp gỡ bạn bè, vậy là được rồi nhé. Không cần phải nói rằng tôi sẽ di chuyển vào thành phố và tôi sẽ gặp gỡ bạn bè, không cần thiết. Rồi tiếp nè, nhưng mà chấm thì nó qua câu tiếp, thì tất nhiên là mình phải dùng chữ start lại một lần nữa, và chữ go nó vẫn ở thì nguyên mẫu nha các bạn, tức là ô go đó. I will go to cinema. We can go pochino. Chúng tôi sẽ đi thấy rạp chiếu bóng nhá. Sino là rạp chiếu chiếu bóng chiếu phim. Sơn đắc play a day ogo and two e parken. Sơn đắc là ngày chủ nhật, play a day là tôi thường nhá. Ogo and two tức là đi dạo đi bộ ở trong cái công viên parken ha, and park parken có nghĩa là một cái công viên nha các bạn nha, and park parken là công viên, trong một cái công viên tôi thường đi dạo ở trong công viên. Hồ Côn hỏi tiếp học trò kế tiếp nha, hỏi Karim và mẹ đây Karim vinh ke Blonde ha du. Vinh ke Blonde ha du. Còn em thì sao Karim? Và mẹ đây Karim. Vinh ke Blonde ha du. Hồi trước mình đã có nói, để anh tí xíu nha, anh bỏ cái khăn lau bàn tí xíu. Ok, mình đã học cái chữ vìn kết, vìn cân, vìn ke rồi đúng không các bạn?
có một cái bài nào đó anh đã nói sơ qua cái đó rồi. Có ba cái từ để diễn tả cái chữ how. Xin lỗi, không phải which ở trong tiếng Anh nhá. Trong tiếng Anh á thì nó có cái chữ which nhá. Nhưng mà ở trong tiếng Na Uy đó thì tại vì nó chia làm ba cái giới tính khác nhau nhá, ba cái nhóm giới tính, cho nên thành ra nó có những cái từ khác nhau rồi số nhiều nữa. Thành ra nó sẽ có cái chữ là Vinken nhé. Mình thấy cái đuôi en này nè thì nó tương ứng với lại giống đực và giống cái. Vinket, cái đuôi et thì nó tương ứng cho intention nhé. Và cái cuối cùng là Vinke, là cái từ mà hôm nay mình thấy trong sách đây nhé. Cái chữ e này nó thuộc về số nhiều, các bạn nhớ thường thường số nhiều là mình thêm e đúng không, vân vân, ví dụ như vậy nhé. Thì trong tiếng Anh thì nó không có chia giới tính nhé, cho nên thành ra nó chỉ có chữ which, which one nhé. Nhưng mà trong tiếng Na Uy sẽ có cái chữ vinken, vinket và vinke, cho nên khi các bạn phát âm các bạn nhớ chú ý cái đuôi này để mà báo cho người ta biết nhé, mình đang nói về số nhiều hay là mình đang nói về intention hoặc là hanson hay là hunson nha các bạn nhé. Ở đây mình phải đọc rõ là vinke nhé, vinke. Plan, plan, một cái plan có nghĩa là một cái chương trình, một cái kế hoạch, một cái dự định gì đó của mình nhé. Trong tiếng Anh nó cũng gọi là plan, a plan nhé, một cái chương trình. Bây giờ số nhiều, danh từ số nhiều mình sẽ cộng thêm er vào nha các bạn, thì nó là planet. Ok, cho nên ở đây mình thấy rằng cái chữ plan đó là những cái kế hoạch của bạn là gì nhé, thì mình phải dùng chữ vinke số nhiều nha các bạn. Còn nếu mà thí dụ như là chỉ có một kế hoạch nha, kế hoạch của bạn là gì, vinken plan nha các bạn, vinken plan. Nhưng mà nếu mà nhiều kế hoạch á, planner á, thì mình phải dùng chữ vinke nha các bạn. Còn nếu mà mình dùng chữ vinket plan sẽ là sai nha, vinket plan sẽ là sai, tại vì plan nó là end plan, mình không thể dùng chữ vinket được, các bạn nhớ cái điều này nhé. Ok, mình tiếp. Thế thì bạn có những cái kế hoạch gì không? Karim trả lời, yeah, how to born and good or agent. Tôi có hai đứa con nha. Yeah, I have two children, a boy and a girl. Tôi có hai đứa con, một đứa con trai và một đứa con gái. They have two born and good or agent. Mình thấy cái chữ born nó không thêm er đúng không các bạn? Mặc dù nó là số nhiều, hai là đã là số nhiều thôi. Tôi có hai đứa con nhưng mà nó không thêm er, lý do là tại vì nó là intention nhá, và nó là đơn âm. Mình nhớ cái trường hợp accuse nhớ không các bạn, accuse nó cũng là intention, và nhiều căn nhà thì nó cũng là two house nhá, accuse two house, thì tương tự như vậy mình có add bomb thì nó cũng là two bomb nha các bạn. Những cái từ intention mà nó chỉ đơn âm thôi thì thường là nó, anh nói là thường thôi nha, có thể nó sẽ có một chữ nào đó nó ngoại lệ, nó vẫn thêm er vào nha, nhưng mà mình chưa học tới cái đó. Hiện tại bây giờ mình cứ nắm cái quy tắc thì thường thường là 99% là đều đúng hết nha. Thì nếu mà cái đó nó là intention và nó đơn âm thì mình sẽ không có chia nó, mình vẫn giữ nguyên nó. Ở trong trường hợp này add bomb to bomb nha các bạn, các bạn nhớ điều đó. Hoặc là khi mà mình thấy cái chữ chu bom như vậy nè, à ủa thầy, cái chữ bom này tại sao nó không có er, mình cũng có thể mình suy ra nó không có er là tại vì nó là đơn âm và nó là intention, các bạn nhớ không? Mình tập suy luận thì mình sẽ tìm ra được nhiều cái điều khác nữa nha các bạn. Rồi and good, and good thì các bạn biết nó là hanson rồi, o agent có nghĩa là một đứa con gái, nó là hình sơn.
Các bạn dùng chữ enter cũng được nha, vẫn được chấp nhận nha các bạn. Enter hoặc là enter cũng được. Ở đây người ta cố tình người ta đưa chữ A vô là để cho các bạn tập làm quen với lại vấn đề huỳnh xuân thôi, chứ không có vấn đề gì hết nha. Chứ thường thường trên báo chí hay là trên đài TV bây giờ người ta dùng enter hết rồi, ít ai nói enter lắm nha các bạn. Cái này là do tác giả người ta soạn sách, người ta cố tình đưa vào để tập cho các bạn quen với lại cái khái niệm. Tại vì trong cuộc sống các bạn có thể sẽ gặp, hoặc là các bạn đi tới một vùng nào đó người ta dùng cái vấn đề huỳnh xuân nhiều lắm nhé. Thì mình hiểu, mình nắm được vấn đề đó mà thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Jag ska dra i svømmehallen sammen med dem. Jag ska dra, tức là tôi sẽ di chuyển tới, đúng không? Tôi sẽ đi tới svømmehallen. Swim có nghĩa là động từ to swim. Swim là bơi. Hall là một cái hội trường lớn. Thì ở đây mình hiểu cái nghĩa của nó là một cái hồ bơi nha. Một cái trung tâm có hồ bơi, ha, trung tâm thể thao có hồ bơi. Swim hallen nha. Hallen, hallen. Thì mình biết cái này là động từ, xin lỗi, cái này là danh từ hành xuân đúng không nè? Nó có chữ en nha. Thì nó là en hall. En hall là một cái hội trường nhé. Ví dụ như là một cái hội trường người ta hay tổ chức văn nghệ, hoặc là cái hội trường người ta thường thường diễn tập thể thao vân vân nhé. Thì ví dụ như là chỗ thể thao thì người ta sẽ dùng cái chữ sport thay vì chữ swim. Các bạn hiểu chưa nè? Sport hall, ha, sport hall, hoặc là mud hall, mud hall. Nó có những cái hội trường lớn, ở trong đó người ta bày bán thực phẩm, ha, giới thiệu cái những cái loại thực phẩm từ vùng miền này kia, ta tới đem tới đó ta bán đó. Thường thường người ta sẽ bán ở trong những cái ngôi nhà lớn thì người ta gọi là mud hall nhé, ví dụ như vậy. Hoặc là ở đây hôm nay là mình học là cái chữ swim hall lên, có nghĩa là cái hồ bơi. Sammen med dem tức là cùng với chúng nó, ha, cùng với họ, tức là cùng với hai đứa con của ông đó. Jeskandra is swim hall lên sammen med dem, tôi sẽ đi tới cái chỗ khu hồ bơi cùng với hai đứa con của tôi. Etterpå ska jag göra läxor och jag ska se på norsk TV. Och jag ska se på norsk TV. Etterpå ska jag göra läxor có nghĩa là sau đó thì tôi sẽ làm bài tập. Phải, các bạn để ý chỗ này nha. Phải. Och jag ska se på norsk TV, và tôi sẽ xem truyền hình Na Uy nha, TV Na Uy. Tôi sẽ xem truyền hình Na Uy. Anh muốn nhấn mạnh cái chỗ này, các bạn thấy nó khác biệt với cái câu ở trên. Lodas kan jag dra till byen och träffa vänner. Cái chữ scan nó chỉ dùng một lần thôi, các bạn thấy không? Tôi sẽ di chuyển tới thành phố và gặp gỡ bạn bè. Nhưng mà cái câu này nó lại khác đi một tí xíu. Đây cũng là tác giả cố tình không, để cho mình thấy hai trường hợp. Nó cũng đều là diễn tả tương lai, nhưng mà ở trong cái câu này thì nó dùng chữ dây hai lần và chỉ scan hai lần. Tại vì cái câu này nó có dấu phẩy cho nên nó có thể nó tách ra làm hai câu riêng biệt cũng được nha. Nha. Nhưng mà tại vì nó liền mạch cho nên người ta tới cuối câu người ta mới chấm các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà ở trong cái câu này là một cái cách diễn tả khác, tức là sau đó thì tôi sẽ làm bài tập phẩy và tôi sẽ xem truyền hình Na Uy. Các bạn để ý chỗ này chưa? Ojay skon se ponosteve nhé. Ở cái mệnh đề đầu của nó, etterpå skon jag göra läxor, mình thấy cái chữ etterpå nó giữ vị trí thứ nhất và tiếp theo nó là động từ vị trí thứ hai, đúng không? Và mới tới chủ từ, rồi tới động từ nguyên mẫu và tới danh từ, đúng không? Đó là cái mệnh đề thứ nhất. Cái mệnh đề thứ hai nó sẽ bắt đầu, mình có cái chữ và, nhưng mà cái chữ và ở đây nó không có tính nha, không có tính là một nha các bạn. Cái chữ dây nó sẽ là chủ từ một lần nữa ở trong cái câu kế tiếp, nó sẽ là thứ nhất. Chữ scan nó sẽ là động từ ở vị trí thứ nhì. Xe nó là động từ ở thì nguyên mẫu, tại vì câu này là diễn tả về vấn đề tương lai. Các bạn thấy để ý cái điều này chưa nha? Anh giảng cái chỗ này rất là kỹ nha các bạn. Ok, bây giờ cũng một cái câu như thế này, mình có thể mình soạn nó lại thành một cái câu như ở trên, tức là sẽ không có dấu phẩy nữa nha các bạn, và chỉ scan mình sẽ dùng một lần thôi. Thì mình sẽ làm như thế nào? Mình ghép nó lại nhé. Thì các bạn nhớ là mình sẽ bỏ đi chữ scan, chữ dây mình cũng không cần phải lặp lại nữa, tại vì vẫn đang là cái câu nói của mình.
đúng không nè? Và các bạn để ý là cái động từ thứ hai mình sẽ dùng ở thì nguyên mẫu luôn nhé. Thì thí dụ như là giống như cái câu trên, anh sẽ nói như thế này: Etepo scan dây dừa relaxe ose ponos theva ose ponos theva, tức là anh sẽ bỏ cái chữ dây scan ở đằng sau đi, các bạn hiểu chưa nè? Và trong cái trường hợp này mình sẽ không dùng dấu phẩy nữa. Nếu các bạn dùng dấu phẩy thì các bạn phải có cái chủ từ lại một lần thứ hai và chữ scan lại lần thứ hai, các bạn nắm được chưa nhá? Khi các bạn viết chính tả, các bạn làm bài bài thi văn phạm này kia thì các bạn nhớ cái chỗ này. Nếu mà nó là một cái câu không có phẩy nhé, các bạn nhớ chưa nè, nếu mà nó là một cái câu liền mà không có phẩy và mình có thể mình liệt kê cả chục cái hoạt động của mình luôn nhé, thì các bạn cứ dùng cái chữ ô rồi động từ thì nguyên mẫu và cứ dài 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 dài, dài ra thêm, ví dụ Jessica tin bì ô treffer. Còn cái trường hợp ở sau đó mình sẽ dùng dấu phẩy và tất nhiên cái câu kế tiếp mình sẽ dùng lại cái chủ từ và cái động từ ở thì tương lai một lần nữa. Jessica vừa ra xe phẩy ô Jessica xe ponos nhé. Cái cách thứ hai này đó thì thường nó không có phổ biến ở trong tiếng Na Uy lắm, có thể tại vì Karim là một học trò đang tập tành học tiếng Na Uy nhé, cho nên sẽ nói như vậy, chứ còn một người khác thì có thể là họ sẽ không có nói một cái câu dài dòng như vậy: tôi sẽ và tôi sẽ và tôi sẽ và tôi sẽ và tôi sẽ, nghe nó cứ lặp lại như vậy nhàm chán và không cần thiết các bạn, đúng không? Thì người ta sẽ dùng cái chữ tôi sẽ một lần thôi và sau đó mình sẽ liệt kê những cái hoạt động của mình. Ví dụ tôi sẽ đi tới thành phố và gặp gỡ bạn bè và uống cà phê và đi xem kịch, ví dụ như vậy, các bạn hiểu chưa nè nhé. Thì đây là hai cái cách diễn tả, không có cái nào sai hết nhé. Thì các bạn có thể áp dụng được hai trường hợp này, nhưng mà nhớ khi mà mình viết một cái câu văn đó thì mình phải viết cho nó chính xác về vấn đề văn phạm. Thì các bạn để ý chỗ này nhé: Etepo scan dây dừa. Hồ Côn hỏi tiếp: Ova scan dây dừa Sophia scan. Còn bạn sẽ làm gì Sophia? Còn bạn sẽ làm gì Sophia? Scan. Bạn sẽ làm bài tập chứ? Bạn sẽ học bài chứ? Nha. Hồ Côn hỏi tới Sophia. Sophia trả lời: Này, dây play ole senos i hèn. Tôi thường, em thường làm bài tiếng Na Uy vào cuối tuần nhé. Dây play ole senos i hèn. Em thường làm bài tiếng Na Uy vào cuối tuần. Men, no for dây bê sức ô dây hàm mì ô dựa ra. Nhưng hiện tại, no có nghĩa là nào nhé. Hiện tại thì em for bê sức, for có nghĩa là được nhận nhé. For có nghĩa là receive. Bê sức là một cái cuộc thăm viếng nhé. A visit đó, trong tiếng tiếng Anh nó là visit nhé. I get a visit nhé. Nếu dịch ra tiếng Anh thì nó sẽ là như vậy. Nhưng mà hiện tại thì em được thăm viếng, có nghĩa là em có khách á, đại khái nó là như vậy. I have visitors nha. But now I have visitors. Ojai hamuya ojura, và em có nhiều việc để làm lắm. I have many things to do nha. I have too much to do. Ok. Thì ý của Sophia là sao? Đúng vậy, thường thường cuối tuần em hay làm bài tập lắm, nhưng mà cuối tuần này thì em lại có khách mất tiêu rồi và em sẽ có rất là nhiều việc để làm nhé. Giờ mô là cái mót ô bò kia ai cà kia, em phải làm đồ ăn nè để đãi khách nè và phải nướng một cái bánh nhá. Bò kia ô bò kia có nghĩa là nướng nhá, nướng ở đây khác với lại nướng thịt nha các bạn. Bò kia thì thường thường nó dùng để mà liên quan tới vấn đề làm bánh trái nha các bạn nhé. Bò kia em cò kia nha. Còn nếu mà thường mình nướng thịt này kia đó thì nó là grill lên nha các bạn, barbecue đó, nó lại liên quan tới vấn đề barbecue rồi. Thì thường là em làm bài tập vào cuối tuần đó thầy, nhưng mà tuần này thì em có khách rồi và em có nhiều việc để làm lắm, em phải làm đồ ăn đãi khách nè, rồi em phải nướng một cái bánh nè nhá, nướng một cái bánh. Giờ mô là cái mót ô bò kia em cò kia, em cò kia hoặc là ai cò kia đều được. Dạ ác la y cà kè.
Tôi thì yêu thích bánh trái lắm nha, tức là thằng Adin nó thèm ăn bánh lắm. Giấy akla y kò kia, giấy viên giò na, smò kia. Smò kia có nghĩa là nêm nếm nha. Tôi thực sự rất là muốn được ăn thử. Đấy, ý nó là muốn nói tại sao không mời tôi nha. Tôi thích bánh, tôi thích đồ ngọt. Tôi rất là muốn thử. Ok, anh dạy cho các em cái câu này. Giấy akla y kò kia. Dây là chủ từ rồi, a la y cò kia nhé. Cái chữ cò kia mình có thể mình thay thế bằng cái khác, ví dụ như là tôi rất là thích ăn phở, tôi thích rất là thích ăn hủ tiếu, tôi rất là thích ăn chả giò, vân vân ha. Thì mình đều có thể mình thay cái chữ cò kia bằng cái từ khác nha các bạn nhé. Rồi, trong tiếng Na Uy thường thường diễn tả về tình cảm thì nó có ba cái cấp độ. Ví dụ người ta nói là dai lì cái đây, tôi thích bạn nhé. Tôi thích bạn có nghĩa là cái cảm giác tự nhiên mình thấy thích người ta đó, nó cảm giác hết sức bình thường thôi, mình trìu mến ai đó thì mình nói là dai lì cái đây nhé. Rồi nó tiến lên một cái cấp độ nữa, khi mà mình có một cái cảm giác ha, trái tim nó hơi rung động một tí xíu, mình trìu mến một người nào đó nhé, ở một cái cấp độ nó hơn cái chữ lì kia. Chủ hai đứa con nít với nhau nha, trong nhà trẻ thì nó lì kia và ăn ra, có nghĩa là thích lẫn nhau thì ok nhé. Nhưng mà ví dụ thích hơn một tí xíu, ví dụ như là ông bà thương con cháu, cái này mình có thể mình dùng cái chữ gọi là thương cũng được, cái này là thích nhé. Kla y có nghĩa là thương, chủ mình thương một người nào đó nhé. Thì ví dụ ông bà thương cháu lắm, hoặc là tôi thương bạn lắm nha, thí dụ trai gái cũng được dùng cái chữ thương, tức là chưa tới vấn đề là yêu nha các bạn. Thì người ta dùng cái chữ clay, dây a clay y đầy, dây a clay y đầy có nghĩa là tôi rất là thương bạn nhé, tôi rất là thương bạn. Rồi khi mà tiến tới cái mức độ mà cao hơn á thì nó là dây and cái đây nhé. Các bạn học những từ này, ai bắt đầu đi thả thính đó thì biết dùng từ cho chính xác. Chứ gặp anh nào ở ngoài đường cũng dây and cái đây hết là mấy ảnh đi theo rồi là kêu về nhà rồi khổ lắm á nhé. Đấy, thì khi mình đi thả thính thì mình dùng cái từ nó tương xứng nhé. Ví dụ gặp một cái người bạn bữa đầu tiên ở ngoài đường thì mình nói dây lì cái đây thôi, tôi cảm thấy thích bạn lắm, mày vui vẻ lắm, tao thích mày đó, ok được nhé. Còn mình nói dây acla đầy, thí dụ chỗ bạn thân với nhau rồi ha, hai đứa ôm nhau khăng khít này kia trước khi chia tay bịn rịn này kia ha, thì nói dây acla đầy nhá. Còn ví dụ mà hai người mà hôn hít với nhau rồi này kia đó thì mình dùng là dây and cái đây nha các bạn. Ok ha, tiếp nha các bạn. Dây acla cái dây viên nasmark. Tôi thích bánh trái lắm, tôi thực sự rất là muốn được nếm thử. Hồ con hỏi tiếp, va me đây irina va scandu ra ihenga. Còn em thì sao? Irina va scandu ra ihenga. Em sẽ làm gì vào cuối tuần? Irina trả lời. Jeskan job bên lừa đất. Sundas can dây isirka. Sirka hoặc là sirkan đều được nha. Dùng chữ A hoặc là chữ E, N đều được. Tôi, em sẽ làm việc vào thứ bảy. Còn chủ nhật thì em sẽ đi nhà thờ. Nhá. Isirka. Các bạn để ý cái câu này, nó thiếu cái gì đúng không? Nó thiếu cái động từ ở thì nguyên mẫu nhé. Dây scan y shika hoặc là shikan đều được hết nhé. Chính ra nó sẽ là dây scan go, tôi sẽ đi nhà thờ. Các bạn nắm được chỗ này chưa? Tôi sẽ đi nhà thờ, tôi sẽ đi chùa, tôi sẽ đi gì đó nhé. Thường là nó có chữ go. Một câu hoàn chỉnh về vấn đề văn phạm thì nó sẽ có cái modal verb, tức là động từ khiếm khuyết, cộng cho cái infinitive, động từ nguyên mẫu nha các bạn. Thì nó là đúng về vấn đề văn phạm, nhưng mà trong cái cách nói của người ta thường thường nó không cần thiết nhé. Nó sẽ bỏ cái chữ go này đi, không cần thiết nhé, người ta vẫn hiểu được cái ý của mình nha các bạn.
Cho nên ở đây các bạn sẽ thấy là Jayscom, Isiken, đó là cái cách nói người ta nói tắt, nói ngắn gọn một cái câu nha. Còn nếu mà người ta sẽ hỏi các bạn xem ở đây còn thiếu chữ gì thì các bạn phải biết nó là động từ to go nha. Jayscom, go, Isiken. Sẽ có nhiều chỗ người ta sẽ nuốt lời ha. Đại khái vậy, người ta làm rút ngắn gọn cái câu của nó lại. Thì người ta sẽ bỏ cái động từ đó đi nếu mà nó không cần thiết. Ra. Hồ con nói tốt lắm. No can derecite summon e grupper ospere và andre và scandura lodak osundak nha. Tốt lắm. Bây giờ thì các bạn có thể ngồi cùng nhau trong những cái nhóm, tức là chúng ta có thể chia nhóm nha, các bạn có thể ngồi chia nhóm với nhau và spere và andre và hỏi lẫn nhau nha. Và andre có nghĩa là each other nha. Hỏi lẫn nhau, hỏi mỗi một người đó. Và scandu giờ ra bạn sẽ làm gì vào ngày thứ bảy và chủ nhật? Tức là thầy Hồ Côn đề nghị là ok, bây giờ các em học sinh các em sẽ chia nhóm ra, ngồi chia nhóm chung với nhau, ngồi chung với nhau, và người này sẽ hỏi người kia bạn sẽ làm gì vào thứ bảy hoặc là chủ nhật nha các bạn. Đó, đó là một cách thực tập ở trong lớp. No can there sit summon, sit summon là sit together nhé. E group B, các bạn thấy cái chữ group B, nó là nhóm nhá. A group á, thêm ER nó là số nhiều nha các bạn. Trong những cái nhóm chia nhiều cái nhóm ra và hỏi lẫn nhau. Ok ha. Adin mới nói mode và resant. Cái chữ sant ở đây á có nghĩa là sự thật nha. Sant ở đây có nghĩa là một cái điều gì đó thực sự nha. Thật sự là phải làm như thế sao thầy? Đấy, tức là cái anh chàng Adin cũng bắt đầu lười lười học rồi, mới hỏi vặn lại thầy. Tụi em phải làm thế hả thầy? Đại khái vậy. Tụi em phải làm như thế sao thầy nha. Cái điều đó là thật đó à. Tụi em phải làm thật như thế sao thầy nha. Mô đe và resant. Hồ cô nói này, đề ra cam rụt cái fantasy. Không, các bạn có thể sử dụng cái fantasy là cái trí tưởng tượng. Ok, vậy thì khi mình nghe cái câu kế tiếp như vậy thì cái chữ mô đe và resant nó sẽ có một cái nghĩa, có nghĩa là mình phải nói sự thật sao thầy. Các bạn hiểu chưa? Lúc nãy đó thì theo cái am hiểu ban đầu của mình á, cái chữ mô đe và resant nó có nhiều nghĩa lắm, tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo cái trường hợp nha. Có thể mình dịch nó là cái nghĩa là tụi em phải làm như thế sao thầy nhé. Nhưng mà cái câu kế tiếp á, thầy Hồ Côn hiểu cái nghĩa là mình có thể mình dùng cái trí tưởng tượng của mình, thì cái câu ở trên mình phải dịch lại cho nó liên quan nhé, nó tương đương. Thì cái câu trên mình mô đe và resant có nghĩa là mình phải dùng những cái dữ kiện thực tế nhé, tức là mình không được bịa ra hay sao thầy, hiểu ý không nè? San ở đây có nghĩa là cái sự thật nhé, tức là mình phải nói thật hay sao thầy, mình phải nói thật hay sao thầy. Thì nhà giáo nói không có cần thiết phải nói thật đâu, các bạn có thể dùng trí tưởng tượng cũng được nhé. Fantasy, fantasy có nghĩa là cái tưởng tượng nha, cái sự tưởng tượng của mình. Các bạn có thể bịa ra cũng được, các bạn có thể bịa ra cũng được nhé. Men đề ra mô bằng verb, nhưng mà các bạn phải sử dụng nhiều động từ. Đấy, cái mục đích của giáo viên muốn cho các bạn thực tập đó là gì? Sử dụng các động từ nhé. Men đề ra mô bằng verb. Các bạn để ý cái chữ gì? Bằng verb. Verb ở đây các bạn đoán xem nó là hành xuân, huỳnh xuân hay intention? Nó là intention nha các bạn. Nó là đơn âm. Tại sao vậy? Tại vì bằng nha có nghĩa là nhiều, mà chữ verb ở đây mình thấy nó không có chia ra thêm er đúng không? Tại vì nó là intention cho nên nó không thêm er nha. Ở đây bằng nghe verb thì từ đó mình suy ra cái chữ verb nó là cái danh từ intention. Ok các bạn nhé, mình đi tiếp. À, đây là cái bài tóm gọn lại nha, cái ý ở trong cái cuộc đối thoại này. Iklasen ngakadi om lanet. Anh ơi, cho em hỏi chút xíu cái chữ kicker. Em thấy cái này sao lại là xác định ta? Tại vì nó đâu có được nhắc trước đó đâu. Ok, Ishika hoặc là Shiken. Thường mình hiểu như thế này nè. Trong ngày chủ nhật á,
Thì đa số các nước Tây phương đó mà theo Thiên Chúa giáo đó thì họ có cái bổn phận là phải đi nhà thờ. Đấy, mình hiểu theo cái nghĩa như vậy. Cho nên cứ nói tới ngày chủ nhật là người ta hiểu là phải đi nhà thờ rồi, cho nên cũng không cần phải nói trước nha các bạn. Cũng như chủ nhật là một cái ngày nghỉ thì tất nhiên mọi người đều công nhận cái điều đó rồi, thì thật sự cũng không cần báo trước. Thì trong cái trường hợp này mình có thể mình hiểu theo cái nghĩa như vậy nha. Nha. Không cần báo trước nhưng mà nó là một cái điều đương nhiên thôi. Nha, Xuân đắc thì Scandai Ishike nha. Nó là như vậy. Và người ta thường thường hay có thói quen là người ta đi cố định ở một cái nhà thờ mà người ta thường hay đi lắm, ví dụ gần nhà chẳng hạn vậy, chứ không phải là mỗi tuần đi một cái nhà thờ khác nhau đâu. Thành ra nó là như vậy. Cho nên khi mà nói như vậy thì mình cũng hiểu theo cái nghĩa cái người đó sẽ đi nhà thờ và đi cái nhà thờ gần nhà người đó nhé. Thường là nó là như vậy. Ok nha Chelsea. Iklasen snakadi omblanet. Trong lớp học thì họ nói về những cái dự định của họ nha, về những cái dự định trong tương lai nha. Hokon skanrai se tin Bergen. Hokon thì sẽ du lịch tới thành phố Bergen. Rồi, mình để ý cái này cái. Trong cái cách diễn tả về vấn đề đi lại đó thì nó cũng có nhiều từ lắm. Giống trong tiếng Anh to go, to travel nha. Gì đó. Thì mình có động từ mình đã học rồi là ogo. Otra. Oraisa, hôm nay mình có cái chữ oraisa nữa. Raisa có nghĩa là travel. Thường người ta dùng cái chữ raisa đó có nghĩa là sẽ đi một cái chuyến hành trình xa nha, có thể bằng xe hơi, xe buýt, xe lửa, máy bay nha. Raisa. Ogo thì nó cũng có nhiều nghĩa lắm, nó cũng có một cái nghĩa chung phổ quát đó là đi nha. Thì đi này cũng có thể đi bằng xe, đi bằng máy bay nha các bạn nha. Nhưng mà thường thường người ta hay dùng cái chữ ogo cho cái những cái chuyến đi ngắn đó, thì mình hiểu theo cái nghĩa tức là mình đi đi bằng chân nhá, ogo nhá. Nhưng mà trong nhiều trường hợp các bạn cứ nói dùng chữ ogo, jago tin Việt Nam cũng được nhá, hay là jago tin USA cũng được nhá. Tôi đi tới Mỹ thì người ta không có vặn vẹo mình là ồ mày đi bằng chân à nhá, người ta tự động người ta sẽ hiểu mình đi bằng máy bay nhá, hoặc là đi bằng tàu nhá. Cho nên nó cũng không thành vấn đề, các bạn dùng chữ ogo cũng được. Nhưng mà thí dụ mình muốn nói rõ hơn là mình sẽ đi du lịch bằng máy bay hay là bằng những cái phương tiện lẻ đó, thì mình nên dùng chữ oraisa nhá. Oraisa có nghĩa là thường là mình sẽ mang theo hành lý này kia nữa nha các bạn. Ví dụ như vậy. Otra, dra có nghĩa là một cái sự dịch chuyển nhá. Di chuyển thí dụ từ điểm A tới điểm B nhá các bạn nhá. Thì thường thường người ta dùng cái chữ tra. Tra này cũng có phổ quát thôi, có nghĩa là cũng là đi, nhưng mà thường thường đi bằng phương tiện hơn là đi bằng chân nhá các bạn. Khi mình dùng chữ otra đó thì thường thường ít khi mà ai mà đi bằng chân lắm nha các bạn nha, thường là sẽ đi bằng phương tiện. Còn cái chữ ogo đó thì nó bao quát tất cả luôn, có thể đi bằng đôi chân của mình nha. Ra thì thường là bằng phương tiện, và ô rầy xe đó thì thường thường là sẽ vượt qua một cái khoảng cách gì rất là lớn, ví dụ vượt băng qua đại dương, băng qua một cái trái núi chẳng hạn, thì người ta sẽ dùng cái chữ ô rầy xe, là từ thành phố lớn này tới thành phố lớn khác có một cái khoảng cách địa lý xa nha, thì thường thường người ta dùng chữ oraisa nha các bạn, kết hợp vừa giữa đi và du lịch này kia luôn, thường thường người ta dùng cái chữ oraisa nha. Ok ha, mình để ý cái đó. Nhưng mà thật sự thì các bạn dùng từ nào thì người ta cũng vẫn hiểu được cái ý các bạn muốn làm gì nha và đi đâu. Håkon ska resa till Bergen. Där ska han bland annat gå på konsert. Där kan han bland annat gå på konsert. Ok. Ở đó thì bland annat có nghĩa là trong tiếng Anh nó gọi là among the others, tức là trong nhiều cái việc làm đó thì sẽ có một cái điều đó nha, nha. Sẽ có một cái lựa chọn nào đó among the others. Các bạn học tiếng Anh biết rồi ha. Bland annat, để anh coi thử trong tiếng Việt nó dịch ra như thế nào nha, dễ hiểu hơn không? Nhiều khi mình hiểu cái nghĩa của nó thôi, chứ nhiều khi mình cũng ít khi mình để ý kỹ càng để coi trong trong từ điển nó dịch cái chữ plan anh đó là gì nhá. Among the others, tức là ví dụ như là mình có A B C D nha, và ở trong cái đống đó đó nha thì có một cái điều mình sẽ lôi ra nha, mình trình bày ví dụ như vậy.
Blunt on it. Tức là ở đây nó gọi là trong đó, trong số đó nha, trong cái cuốn từ điển Na Uy Việt Nam nó dịch là trong đó, trong số đó nha. Ví dụ như là mình có một đống học trò thương yêu đi ha, và trong số đó thì mình yêu quý nhất một đứa, ví dụ như vậy, hay là trong số đó thì có một đứa nó rất là thông minh hoặc là rất là khờ, ví dụ như vậy. Blunt on it nha các bạn. Thường người ta sẽ viết tắt. Viết tắt là BL.A nha, chấm. Blunt on it. Thì các bạn nhìn thấy trên những cái văn bản của UDI chẳng hạn, hoặc là trường học nhá, hoặc là trong sách giáo khoa nó ghi là BL.A chấm, có nghĩa là blunt on it nha các bạn. Tức là trong số đó nha, nó có nghĩa là trong đó, trong số đó. Thì ở đó thì anh ta sẽ đi xem hòa nhạc nha, tham dự một cái buổi hòa nhạc. Tại vì tất nhiên là anh ta tới đó không chỉ có đi xem hòa nhạc đâu, anh ta có rất là nhiều việc làm, gặp gỡ bạn bè tùm lum tùm la hết. Nhưng mà trong những cái công việc đó, trong những cái kế hoạch đó đó, thì có một cái kế hoạch của anh ta, đó là anh ta sẽ đi coi hòa nhạc nha. Blunt on it, trong đó, trong số đó. Nu en elevid skon slap up. Một số học sinh elevid. Elevid skon slap up là sẽ nghỉ ngơi đúng không? Relax. Mình có cái chữ elev là học trò, học sinh nha các bạn. Rồi mình có cái chữ student là sinh viên nha các bạn nha. Thì tùy theo cái cấp độ học thì mình sẽ dùng cái chữ elev hoặc là student nha. Ở đây là đi học cái khóa Na Uy, thành ra cũng không có xếp nó vào gọi là cái trình độ đại học được nhé. Cho nên người ta dùng cái chữ ELEF là như vậy nha. Tại vì các em học tiếng Na Uy thì thầy bảo sao nghe vậy, cho nên thành ra mình dùng cái chữ ELEF, học trò đó. Tức là thường giáo viên mớm như thế nào thì biết thế thôi. Còn student là thường thường mình tự học, mình tự nghiên cứu nha, nhiều hơn. Cho nên người ta gọi là student, là sinh viên nha. Đó là cái người có học á. Rồi, nu en elever skon slappa av, nu en skon träffa vänner, một số thì sẽ gặp gỡ bạn bè. Nu en skon jobba, một số thì sẽ đi làm, jobba. Håkon skriver setningar på tavla. Håkon đang ghi, skriver là ghi xuống nha. Setningar, setning là một cái câu, sentence. Setning. Setning là câu cú nha, câu kể đó ha. Setning là số nhiều nha, cộng er nha. Setning là những cái câu, trong tiếng Anh nó gọi là sentence nha, là câu đó. Ví dụ như là Vaskanduja Raymond, nó là một câu nha, ví dụ một câu nói, ví dụ vậy. Po tavla, po tức là trên, tavla là cái bảng nha. Thì mình dùng chữ tavla hay là tavla cũng được, nhưng mà cái chữ tavla người ta xài rất là phổ biến nha. Người ta thường thường nói về cái bảng nha. Thì người ta, thí dụ như là cái bảng viết thì nó sẽ là skrivetavla. Skrivetavla nha, là cái bảng viết. Thì ở đây muốn nói gì, hồ con viết những cái câu lên trên bảng. Etterpå skan eleve. Etterpå skan eleve nè. Sitte sammen i gruppe och snacka. Sau đó thì những cái học sinh đó đó nha, những cái học trò đó đó sẽ ngồi cùng với nhau ở trong, chia phân chia ra nhiều nhóm và nói chuyện với nhau nhé. Ở đây mình thấy cái chữ elev về nè, thì nó là best stem form thể xác định nha, ở thì số nhiều thêm e n e elev về nè. Sitter sammen i grupper och snacka nha, chia nhóm ra và nói chuyện với nhau. Ok, mình xong cái phần này nhé. Có những cái câu hỏi bên dưới, mình có thể thực tập bằng cách mình xem câu hỏi và mình tự viết ra cái câu trả lời nha. Vad ska eleverna i norskklassen göra i helgen? Xin lỗi. Ha, những cái học trò ở trong cái lớp tiếng Na Uy đó đó thì sẽ làm gì vào cuối tuần? Các bạn trả lời cái câu hỏi đó nhé, dựa vào trong cái bài vừa rồi. Những cái người học trò trong cái lớp học tiếng Na Uy đó sẽ làm gì vào cuối tuần? Vad ska eleverna i norskklassen nhé. Hoặc là Norskusha cũng được nha. Göra i henga. Vad ska du göra imorgon? Ngày mai bạn sẽ làm gì? Các bạn có thể ghi ra được không? Sử dụng nhiều động từ vào. Giống như thầy Hồ Côn khuyên đó. Các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều động từ nha. Mình ứng dụng, mình dùng động từ.
và dùng ở thị tương lai. Yes, con. Vascan du dừa ra imon, bạn sẽ làm gì ngày mai? Và play du o dừa ra ihenga, bạn thường làm gì vào cuối tuần? Và play du o dừa ra ihenga. Thí dụ người ta hỏi Vascan du dừa ra ihenga, tức là bạn sẽ làm gì vào ngày mai? Thì có thể mình liệt kê cái dự định của mình ngày mai là làm gì. Nhưng mà khi người ta thừa hỏi cái dùng cái chữ play đó, có nghĩa là bạn thường làm gì vào ngày mai, vào cuối tuần, không có nghĩa là cuối tuần này mình sẽ làm cái điều đó, nhưng mà người ta muốn hỏi về một cái quán tính, một cái thói quen của mình ha. Thường cuối tuần thì bạn hay làm gì? À, tôi thường đi chơi, tôi thường đi thăm bạn bè, tôi thường đi dạo trong rừng, vân vân. Không nhất thiết là cuối tuần này mình cũng sẽ làm như vậy nhé, nhưng mà nói về một cái thói quen của mình thì mình sẽ dùng cái chữ o play ở đây. Va play du o giờ ra ihenga, bạn thường làm gì vào cuối tuần? Và hà du listin o giờ ra ihenga, bạn có ước muốn, ước mong làm điều gì vào cuối tuần? Và hà du listin, thay vì người ta nọ hỏi là va vin du giờ ra ihenga, bạn muốn làm gì vào cuối tuần? Nghe có vẻ nó sổ sàng lắm. Người ta dùng cái chữ hà listin nhá, có cái ước ao, có một cái khát khao gì đó là làm gì vào cuối tuần này nha. Nghe nó có vẻ nó mềm mại hơn ha, nó dịu dàng hơn. Và hà du listin o giờ ra ihenga, nha, bạn ước ao, bạn muốn khao khát làm cái điều gì vào cuối tuần này. Ok ha. Rồi, ở bên cái ô bên kia mình có cái chữ dây play o treni ihenga, tôi thường đi tập thể hình vào cuối tuần nhá. Dây play o treni ihenga và livis treni dây ihenga, thường thì nhá, thường thì usually nhá. Van Levis trainer dây ihenga. Các bạn để ý cái chữ Van Levis. Trong văn phạm tiếng Na Uy tiếng Anh thì mình có adjective là tính từ và adverb là trạng từ nhá. Thì ở đây cái chữ Van Le nó sẽ là tính từ và Van Levis nó sẽ là trạng từ adverb nhé. Cùng một cái chữ đó, cùng một cái nghĩa đó, usually là thường thường, có nghĩa là thường thường, thường là thường 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 nhé. Khi nào thì mình dùng adjective, khi nào mình dùng adverb nhé. Adjective là thí dụ như là trước đó nó là động từ to be nhé, động từ to be over ra nhé. Còn adverb là đối với các động từ còn lại nhé, các verb khác. Ok nhé, các động từ khác. Alo, anh đang dạy học tí xíu nha Châu. Ok, thí dụ như là there are only ha, nó thì rất là bình thường, nó thì rất là thông thường rằng cái điều gì đó. Chứ thường thì bạn đi xe công cộng thì bạn phải mua vé để avanli nhá, ví dụ như vậy. Nhưng mà thí dụ như là ở trong cái câu này là dây trẻ nè van livis nhé, nó cũng có nghĩa là tôi thường tập thể thao nhé. Thì các bạn thấy cái chữ train này nó không phải là động từ to be nữa, thì sau cái chữ train này nó là động từ khác, thì mình phải dùng là van livis, có nghĩa là mình dùng cái trợ động từ đó. Cái từ này nó dùng để nó hỗ trợ cho cái động từ đứng trước nó nha các bạn, mình gọi là trạng từ nhé. Van livis dây train van livis, dây go van livis, tôi thường đi gì đó ha, hoặc là dây rầy xe van livis, tôi thường là du lịch tới cái thành phố, vân 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 vân. Thì sau những cái động từ này mình phải dùng là van livis chứ không có dùng cái chữ van li. Nhưng mà thí dụ nếu nó là động từ to be thì there are van li nha các bạn. Thì ở trong trường hợp này ở trên mình sẽ dùng là cái tính từ. Ok các bạn ha, để ý cái chỗ đó, van livis trẻ nó dây y hèn ga. Ok ha.
Đó là mình học xong trang 53 rồi. Các bạn có câu hỏi gì liên quan không? Tới trang 53. Nếu không có thì mình nghỉ một phút nha. Rồi mình qua trang 54 nha các bạn. Scanvita and Coke Cafe. Các bạn chạy đi lấy nước đi. Ai cần làm gì đó thì làm đi trong vòng một phút. Na Uy sắp vào hè rồi, tháng 6 này vào hè rồi mà trời vẫn còn lạnh lắm các bạn. Thường thì trung bình là khoảng 10 cho tới 15 độ C. Cái cảm giác giống như là nó hơi gai gai lạnh. Ok, mình vào học tiếp ha. Có một số bạn thì muốn anh dạy thêm vào buổi tối, nhưng mà thật sự thì anh làm cái giờ giấc buổi tối anh về thì nó hơi trễ. Thành ra bên Việt Nam nó lại là nửa đêm hoặc là 1-2 giờ sáng rồi. Thành ra nó lại không tiện. Cho nên thành ra anh thôi. Thì thường là buổi tối khuya anh về đó, thường anh hay lên live stream anh hát ha, giải trí tí xíu. Chứ thật sự giờ đó anh rảnh anh vẫn có thể anh dạy được. Nhưng mà các bạn bên Việt Nam thì hơi kẹt giờ đó, phải đi ngủ chứ đúng không nè, đâu có thức khuya mà học được. Cho nên túm lại là hiện tại thì vẫn chỉ còn có ngày Chủ nhật vào cái thời điểm này thôi là anh đang rảnh. Dạy học xong rồi anh còn phải đi làm nữa nha. Ok, các bạn cố gắng nha. Ai theo được thì theo, còn không thì xem những cái clip của Quỳnh Anh đó, có record lại rồi đưa lên trên trên nhóm của mình hoặc là trong YouTube gì đó, rồi ngồi ôn lại học lại cũng được, không sao hết nha. Ok. Scanvita and Cup Cafe. Chúng ta sẽ lấy một ly cà phê chứ nha. Dịch nghe thì nó hơi thô thiển tí xíu ha. Chúng ta sẽ lấy một ly cà phê chứ. Lấy ở đây không có nghĩa là mình đi chôm người ta đâu ha, hoặc là chạy tới cái quầy cà phê dịch một cái ly cà phê rồi chạy đâu. Nhưng mà mình hiểu theo cái nghĩa là chúng ta sẽ uống cà phê chứ nha. Thì các bạn ở đây có bạn có thể dùng cái chữ otrike cũng được, có nghĩa là uống. Scanvitrike and cup cafe. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này đó là trike and cup cafe đó. Nếu mà các bạn đang ở nhà đó nhá, thì nó là mời đúng không? Chúng ta sẽ uống cà phê nhé, ví dụ như vậy. Nhưng mà ở đây mình hiểu cái chữ tha and cup cafe có nghĩa là mình mời người ta lấy nhá. Mình mời người ta lấy thì cái câu này nó có vẻ như là người ta quan trọng thêm cái vấn đề là có uống cà phê hay không nha. Scanvita and Cup Cafe, chúng ta sẽ kiểu như là sẽ mua cà phê uống, là chúng ta sẽ đi tiếp đây nha, cái kiểu như vậy. Scanvita and Cup Cafe. Còn Scanvitrike Cafe đó là cái lời mời người ta dùng giải khát nha, dùng cái nước giải khát. Ví dụ như là nhà tôi có cola, nhà tôi có nước lọc, nhà tôi có cà phê, có trà. Thì bạn muốn dùng cái gì? Bạn muốn dùng cà phê không? Nha. Thì mình sẽ hỏi là Scanvitrike Cafe. Nha. Nhưng mà ở đây Scanvita and Cup Cafe, a cup of coffee. Tức là một cái lời mời kiểu như là mình uống cà phê không? Hay là mình đi tiếp? Hay là mình thôi? Nha. Đại khái như là vậy. Scanvita and Cup Cafe, shall we take a cup of coffee? Should we take a cup of coffee? Nhá. Nó có nghĩa là như vậy. Sophia, yes, con, and to tin biển. Please do me. Yes, con, and to. Tức là tôi sẽ một cái chuyến tới thành phố. Nhá. Ở đây mình thấy nó thiếu cái động từ to go đúng không? Hay là race hoặc là dra đúng không? Yes, con race and to. Yes, con dra and to. Yes, con go and to tin biển. Nhưng mà nó không cần thiết nữa nha. Ví dụ như là trong tiếng Anh cũng vậy. I will to the city. Người ta cũng cần thiết phải nói I will go to the city nha. I will nha. Ok, rồi please do me. Please do me. Đây là một cái lời mời nha các bạn, rủ rê nha. Please do me. Ví dụ please do me otre ne me mai, ví dụ vậy. Please do me ogopotur me mai, ví dụ như vậy. Đó là một cái lời mời, thường một cái lời mời tức là
invite á, thì thường thường là người ta sẽ dùng cái chữ bli du me, hoặc là mình nói dây bli me, tức là tôi sẽ đi cùng với ai đó nha, thể theo cái lời mời nha, hoặc là mình được đi ké đi đâu đó thì mình dùng cái chữ dây bli me nha, dây bli me. Bli du me có nghĩa là bạn có muốn được trở nên trở thành với tôi không nha, tức là bạn có muốn đi cùng với tôi không. Bli du me mấy nhé, can du bli me mấy cũng được, can du bli me mấy hoặc là bli du me mấy, bli du me ví dụ vậy, có nghĩa là mời người ta, mày mày đi cùng với tao không nhé. Em mà trả lời ya yes can also tin biển yes can shop ai giặt ke can we go ibutik summon can we go ibutik summon. Tao cũng sẽ đi tới thành phố nha. Yes can also tìm biển. Tao cũng đi tới trung tâm thành phố. Yes can shop a jacket. Tôi sẽ mua một cái áo khoác. Jacket là cái áo khoác ngoài. Yes can shop a jacket. Can we go ibutik summon. Chúng ta sẽ cùng đi vào trong những cái tiệm này kia cùng với nhau chứ. Can we go ibutik summon. Tức là chúng ta sẽ cùng đi mua sắm chung với nhau chứ. Sophia trả lời Jan á, rất là như thế nha, rất là muốn như thế, tức là kiểu như là tán thành đó, hai tay hai chân đó, Jan á, rất muốn như thế. We can have a cup cafe at the pool. Chúng ta có thể cùng đi uống cà phê sau đó nha. We can have a cup cafe, chúng ta có thể lấy một ly cà phê sau đó, có nghĩa là cùng ngồi xuống đàm đạo hay là ngồi uống cà phê cùng với nhau sau đó. Good idea là good idea. Ồ, đó là một cái ý tưởng tốt ha. Good idea. Các bạn thấy chữ e nó có dấu sắc ở trên đúng không? Nha, yeah, đó cũng là một cái cách nhấn mạnh từ ở trong cái ngôn ngữ của phương Tây nha. Good idea. Idea thì các bạn nhớ là chỗ đó mình nhấn giọng lên nha, yeah, giống dấu sắc. Good idea có nghĩa là ý tưởng tốt, ý tưởng hay. Và me and to Pochino Iquen. What about nha, yeah, what about nha, yeah. Tức là tao cũng muốn đi coi cine vào tối hôm nay, mày nghĩ sao? Va me and to how about a trip to the cinema tonight nha, yeah. Va me and to tối nay tính đi cine, mày nghĩ sao? Sophia trả lời beklage, xin lỗi, rất tiếc. Tôi không có giờ, tôi không có thời gian để đi cine. Dây phô bè sước, tức là tôi có khách nha. Bè sước là một cái cuộc thăm viếng, một cái cuộc gặp gỡ. Dây phô bè sước nha. Ok. I get visitors, có nghĩa là tôi có một cái cuộc thăm viếng hoặc có khách, để khác vậy. We says y biển, chúng ta sẽ gặp nhau ở trong thành phố nha. Nha. We share, tức là chúng ta đang xem. Nhưng mà nếu mà mình hẹn hò, mình gặp gỡ nhau á, tức là tôi sẽ được nhìn thấy bạn và bạn sẽ được nhìn thấy tôi ha. Mình hiểu theo cái nghĩa là chúng tôi ta sẽ nhìn thấy nhau nha. Thì thường người ta dùng cái động từ ở thế bị động nha. Động từ ở thì ở cái thế bị động nha, thay vì chủ động là dây share. Ha. We share là chủ động ha, chúng ta đang xem một cái gì đó. Nhưng mà khi mà động từ ở cái thế bị động á thì người ta sẽ dùng cái chữ says nha, dùng chữ s thay vì chữ r nha. Thí dụ như là mình hẹn gặp nhau tuần tới, mình gặp nhau nhé. We says có nghĩa là chúng ta ước ao sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ nhìn lại được thấy nhau nha, gọi là we says. We says ibn, chúng ta hẹn gặp lại nhau, nhìn thấy nhau ở trong thành phố nha. Bus station, ở ngay cái chỗ trạm xe buýt, 14:30 nhé, gặp gỡ nhau ở trạm xe buýt lúc 14:30. Paseda, tức là cái điều đó nó có thích hợp hay không nhé, nó có pase hay không nha, có thích hợp hay không, thì Emma trả lời Dagofin, tức là on right, tức là được thôi nhé. Hẹn gặp nhau lúc 14:30. Ok. Vascan Emma or Sofia Jura, Emma và Sofia sẽ làm gì? Script mending it, tin vào Andre, or your Abdallah. Script có nghĩa là yêu cầu các bạn hãy viết những cái mảnh tin nhắn nha. Mending it là những cái tin nhắn.
Tin và Andre chứ là cho nhau nhá. Và dựa ập thờ và làm những cái cuộc hẹn hò, những cái trao đổi hẹn hò với nhau nhá. Dựa ập thờ là một cái deal nhá, và là một cái appointment với nhau nhá. Tức là write message to each other and make appointments nhá. Tức là hãy viết những cái tin nhắn cho nhau và làm những cái cuộc hẹn hò với nhau, dựa ập thờ lên nha. Cái khế ước với nhau, cái hẹn hò với nhau, cái giao kèo với nhau, cái chữ ập thờ lên nha. Có nghĩa là những cái giao kèo, những cái khế ước, những cái hẹn hò với nhau nha. Ok, các bạn có thắc mắc gì về trang 54 này không? Mình qua tiếp trang 55 nhé. 55 thì nó sẽ là bài thứ tư của cái cặp Pitan Phì ra. Bài số 4 của chương 4. Hồ Côn A La Rết. Hồ Côn A La Rết. Hồ Côn là giáo viên. Ok, bài này giới thiệu về Hồ Côn. Bài này giới thiệu về Hồ Côn. Các bạn học xong cái trang này thì các bạn cũng có thể viết giới thiệu về mình ha. They are student ha. Và student thì như thế nào vân vân. Thì các bạn có thể diễn tả ra, viết một cái đoạn văn ngắn, ví dụ như là 5-6 hàng gì đó, như là trong cái câu chuyện này. Rồi, anh đọc trước nhé. Jag heter Håkon Pedersen och jag kommer från Trondheim. Jag är lärare och jag undervisar på norsk kurs. Jag träffar människor från forskjelliga land. De kan fortälla många historier. Och jag lärde mycket av dem. Vi hade hyggelig och vi lär ofta i klassen. Jag ska hjälpa dem att lära norsk både muntlig och skriftlig. De ska också lära om Norge. Jag liker att vara lärare och jag är väldigt glad i jobben. Rồi. Anh đọc từng câu và dịch ra từng câu cho các bạn nhé. Jag heter Håkon Pedersen och jag kommer från Trondheim. Tôi tên là Håkon Pedersen và tôi thì đến từ thành phố Trondheim. Trondheim là một cái thành phố miền trung của Na Uy, nó tương đương giống thành phố Huế của mình đó nha các bạn. Nha, Trondheim. Tôi đến từ thành phố Trondheim, jag kommer från Trondheim. Jag heter Håkon Pedersen. Các bạn nhớ trong tiếng Tây nha, trong ngoại ngữ đó thì thường thường là cái first name nó đứng trước và Pedersen là họ của người ta nha. Cho nên ở đây là họ là Pedersen và tên là Hồ Côn nha. Thường thường khi người ta gọi lẫn nhau đó thì người ta sẽ dùng cái first name là Hồ Côn. Mà thường trên giấy tờ trịnh trọng đó thì thường thường người ta hay dùng cái last name của mình lắm, cái eternal. Ví dụ Dear Mr. Pedersen, ví dụ vậy nha. Hoặc là người ta ghi tên đầy đủ ra Hồ Côn Pedersen nha. Ví dụ như thầy người ta gọi là Dear Mr. Lương, ví dụ vậy. Chứ người ta không gọi là tên hiệp của mình, không gọi tên cúng cơm của mình nha. Dùng trịnh trọng nói về cái dòng dõi của ta. Ví dụ mình hiểu, ví dụ những cái vị vua ngày xưa đó, cái dòng dõi vua chúa người ta rất là tự hào đúng không? Cho nên khi mà người ta nói về cái nhân thân của người ta thì người ta hay lôi dòng họ người ta ra lắm nha. Làm lòe đại khái vậy đó. Cái phương Tây nó hay vậy, kiểu vậy. Dòng dõi đọc lên là biết dòng dõi vua chúa hoặc là dòng dõi bá tước rồi dòng dõi này kia sang trọng đúng không? Người ta rất là tự hào về dòng dõi cho nên người ta thường thường hay dùng cái last name. Nhưng mà tiếng Việt mình á thì hay chửi nhau lắm. Cho nên chửi mà đem dòng họ ra là coi như là làng này quýnh làng kia đó. Cho nên thường thường ghét thằng nào thì chửi thằng đó thôi nha. Cho nên thường thường người ta lôi tên cúng cơm của mình ra người ta gọi thôi. Chửi thì chửi con Hà, chửi con Quỳnh ví dụ vậy. Chỉ còn không có gọi cái họ dòng họ réo hay dòng họ người ta ra đâu nha. Cho nên các bạn để ý cái tên của Tây nha. Các bạn gặp gỡ ai thì các bạn gọi là thí dụ là Hồ Côn được rồi. Nhưng mà thường trên văn bản thì thường thường người ta hay ghi là Pedersen chứ không dùng Hồ Côn, hoặc là phải dùng đầy đủ tên người ta, Hồ Côn Pedersen. Jag heter Håkon Pedersen och jag kommer från Trondheim. Tôi tên là Hồ Côn Pedersen và tôi thì đến từ thành phố Trondheim. Jag är lärare, tôi là giáo viên. Jag är lärare. Còn nếu mà tôi là giáo sư thì nó có cái chữ professor nha, giống trong tiếng Anh professor nha, professor or nha, or ở cuối thay vì chữ er trong tiếng Anh. Jag är lärare, tôi là giáo viên.
Ojai undervise có nghĩa là teach, có nghĩa là giảng dạy nha. Nha. Undervise là giảng dạy tiếng Na Uy hoặc là cái khóa học tiếng Na Uy, tại cái khóa học tiếng Na Uy, tức là tôi là giáo viên dạy tiếng Na Uy đó. Jai undervise ponoskus hoặc là jai anos là ra cũng được nha, nó cũng là một cách diễn tả khác. Jai anos là ra, tức là giáo viên dạy một cái ngôn ngữ nha, cũng được, nó là một cái cách nói khác. Nos là ra, giáo viên dạy tiếng Na Uy nha, hoặc là một cái cách khác người ta nói là tôi giảng dạy ngôn ngữ học, tôi giảng dạy môn địa lý, tôi giảng dạy môn toán, thì người ta sẽ dùng cái chữ undervise nhá. I teach Norwegian. Jeg treffer mennesker fra forskjellige land. Tôi gặp gỡ nhiều người nhá. Mennesker tức là quần chúng, là công chúng, là người ta nhá. Chung chung á thì nó là số nhiều. Jeg treffer mennesker fra forskjellige land. Forskjell tức là different. Different. Different country nhá. Mình phải hiểu cái chữ land đây, nó là et land. Nó là intention và nó không chia số nhiều nha các bạn nha. Nhưng mà thường thường người ta không có nói là tôi gặp nhiều người từ một quốc gia đâu, mà người ta thường thường sẽ nói ở đây là tôi gặp nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau nha. Nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau. Thì mình thấy ở đây có cái tính từ là forcently thì phải thêm e, tại vì tính từ số nhiều nha, người ta sẽ thêm e và sau cái chữ ly nha, cho nên nó là forcently, forcently land nha. Ở đây là tôi gặp gỡ nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau. Fra forsen le lan. Đi kan fortelle mange historier. Đi kan fortelle. Họ có thể kể. Họ có thể kể nhá. Fortelle là kể chuyện đó. Mange là nhiều. Historia. Historia, mình thấy cái chữ history. Nó, historia này nó thêm er, tức là nó số nhiều nhá. Tức là nhiều cái câu chuyện nha. History nghĩa đen của nó đó, có nghĩa là lịch sử nha. Cái môn học lịch sử nói về lịch sử. Nhưng mà ở đây có nghĩa là họ có thể kể nhiều câu chuyện lịch sử. Ở đây không phải là nói về Lê Lợi hay là Ngô Quyền hay gì đâu nha. Nhưng mà nhiều cái câu chuyện lịch sử có nghĩa là nhiều cái câu chuyện khác nhau về đời tư của họ, ví dụ vậy, hiểu không? Tại vì mỗi cuộc đời của mỗi con người đó cũng là một cái câu chuyện lịch sử rồi, đúng không? Đấy, cho nên ở đây ý là như vậy, nghĩa đen á là nhiều cái câu chuyện lịch sử. Nhưng mà ở đây nghĩa bóng á, mình hiểu theo cái nghĩa là họ có thể kể cho bạn nghe nhiều chuyện về cuộc đời của họ nhá. Mang nghe history nhá. Đi comforten là mang nghe history, nhiều câu chuyện lắm. Ô dây là ra mì à đem. Và tôi học hỏi được nhiều từ họ nhá. Ở đây mì à đem tức là of them nhá. Từ những cái câu chuyện đó nhá. Từ chúng đó. Và tôi học hỏi được nhiều từ những cái câu chuyện đó nhá. Cái chữ đem này có thể là nó ám chỉ về những cái historia đó, hoặc là cũng có thể về những cái mennesker, từ những cái người mà tôi đã từng gặp nha. Cho nên ở đây mình có thể dịch theo hai nghĩa. Một là tôi có thể học hỏi được nhiều từ những cái học trò của tôi, hoặc là tôi có thể học hỏi được nhiều từ những cái câu chuyện mà họ kể cho tôi nghe. Các bạn hiểu chưa nè? Nhá. Jeg lærer mye av dem. Vi har det hyggelig. Vi har det. We have it. Ha. Rất là vui vẻ nha. Chúng tôi thì nói chung là học trong lớp rất là vui vẻ nha. We have the hygge, tức là cái môi trường đó nha. We have good times nha. We have a good time. Good time ở trong lớp học nha. We have the hygge. Oh, we laugh ofte i klassen. Laugh ở đây là cười, cười mà cười khanh khách đó nha. Cái cười cười to tiếng nha. Còn smile là mỉm cười. Smile là mỉm cười. Lair ở đây thí dụ như là mình kể, thầy kể một cái câu chuyện vui gì đó, hài hước, thiếu lâm ha, rồi các bạn cười ha 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 nha, hi 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 hay gì đó, thì mình dùng cái chữ lair ha. Thí dụ mình nói tôi cười nhạo nó thì tại sao bạn lại cười nhạo tôi, thì thường thường người ta hay dùng cái chữ lair nha. Smile thì là một cái nụ cười thân thiện nha. Smile là cười nhuyễn, mỉm cười nha. Còn le là cười ha ha ha, mình chỉ tay vào nó thì mình cười nhạo nó thì mình dùng chữ le. We laugh after each lesson có nghĩa là ông thầy muốn diễn tả là chúng tôi thường cười lớn tiếng ở trong lớp, tức là cái không khí ở trong lớp rất là thoải mái, rất là vui vẻ ha. Chúng tôi thường cười đùa vui vẻ lắm, thân thiện lắm,
chứ không có cái không khí nặng nề hay sợ sệt gì giống trong cái lớp học tiếng Na Uy của mình bây giờ đâu, ví dụ như vậy. Ok, chúng tôi cười khanh khách vui vẻ lắm, ha 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 ha, đại khái vậy. Chúng tôi thường cười ở trong lớp học. Viscon dẹp pedem, dây con dẹp pedem ola renos. Tôi sẽ giúp đỡ họ học tiếng Na Uy. Tôi sẽ giúp đỡ họ học tiếng Na Uy. Dây con dẹp pedem ola renos. Bồ đe ô, tức là kể cả cái này và cái kia nha. Cái chữ bồ đe ô thì đó anh có dạy rồi. Bồ đe ô nó là một cái trick nha. Kể cả cái này và cái kia. Khi mà mình muốn liệt kê cả hai cái vấn đề gì đó nhé, kể cả cái này và cái kia, thì mình sẽ dùng cái chữ bồ đe ô, bồ đe chấm 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 ô chấm 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 nha. Thì ở đây nó sẽ là kể cả vấn đề là monthly, có nghĩa là miệng, cái gì đó nó liên quan tới miệng nhé. Script là chữ nghĩa nhé. Scriptly nó liên quan tới vấn đề chữ chữ nghĩa. Ở đây là hai cái tính từ bồ đề monthly or scriptly, có nghĩa là kể cả miệng lẫn viết nhé. Thì thường thường khi mà thi cử đó thì người ta gọi là examen, examen là một cái cuộc thi, là một cái bài thi nhá. Thì người ta ghép từ vô monthly examen hoặc là scriptly examen nhá. Monthly examen có nghĩa là thi hạch, ngày xưa gọi là thi thi miệng đó, thi khảo khảo hạch đó, đại khái vậy, tức là thi đối đáp với nhau đó nhá, gọi là monthly, tức là giữa miệng với nhau đó. Thầy giáo, cô giáo, ban giám khảo hỏi, mình trả lời, nó gọi là monthly. Script có nghĩa là mình viết xuống, nó liên quan cái gì tới chữ nghĩa nhá. Có nghĩa là mình sẽ thi viết nhá, thi nói và thi viết nhá. Thì ở đây là ý của thầy là gì? Tôi sẽ dạy họ, tôi sẽ giúp đỡ họ học tiếng Na Uy, vừa học nói và vừa học cả cách viết nữa. Các bạn hiểu chưa nào? Bồ đa mường ly, tức là vừa nói và vừa viết nhé, văn nói và văn viết, đại khái như vậy nhé. Bồ đa mường ly o script ly, mường ly gì thì ông không nói ra, script ly gì ông không nói ra, cả hai cái này đều là tính từ, nó thiếu cái danh từ phía đằng sau nhé. Nhưng mà mình phải hiểu theo cái nghĩa là có thể là examen nhé. Tôi sẽ giúp đỡ họ học tiếng Na Uy, kể cả vấn đề thi nói lẫn vấn đề thi viết nhé. Các bạn hiểu chưa nè? Hoặc là học tiếng Na Uy đó ha, Mun-li-nos hoặc là Scriv-li-nos Sprok ha, kể cả vấn đề học tiếng Na Uy về văn nói lẫn văn viết. Các bạn hiểu chưa nè? Nhá, chỗ này nhá, nó là hai cái tính từ. Mun-li nó là cái gì đó liên quan tới vấn đề miệng, Mun là cái miệng, Scriv là cái chữ nghĩa nhá. Thì thí dụ các bạn sẽ gặp cái chữ monthly assignment, tức là mình sẽ lên thi hạch hỏi đó bằng miệng nhé. Scriptly assignment có nghĩa là mình sẽ thi viết nhé, thi viết bài monthly scriptly. Discan also là ra omnorga, họ cũng sẽ học về đất nước Na Uy. Thì thường thường khi mà thi vào quốc tịch đó thì ở bên này họ bắt là mình phải đi học tiếng Na Uy nhé, phải đậu bằng tiếng Na Uy nhé. Rồi ngoài ra mình còn phải học hiểu về về cái xã hội Na Uy nữa, mình phải đậu cái đó nữa, nó gọi là Samfun là ra đó, tức là society nha, học về xã hội học. Thí dụ trong đó gồm gì, mình phải hiểu được cái thể chế của Na Uy nha, ai là người lãnh đạo, các đảng phái như thế nào, vấn đề an sinh xã hội như thế nào, vấn đề trợ cấp thất nghiệp như thế nào, rồi thí dụ mình sanh con thì mình được hưởng những cái quyền lợi gì, vân 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 ha, rồi quyền bình đẳng con người, luật lao động nó như thế nào, nó gọi là vấn đề xã hội học nha. Nó liên quan tới vấn đề xã hội, nó gọi là Samfun nha, Samfun là re. Thì mình phải đậu cả cái đó nữa, hoặc là mình đi tham dự 50 giờ học về vấn đề Samfun nữa nha. Thì discan also là re ông nói, tức là giáo viên không chỉ có dạy tiếng và dạy nói đâu, nhưng mà còn dạy cho học trò về đất nước Na Uy nữa nha. Thì ở chỗ này discan also là re ông nói, tức là chúng nó, tụi học trò đó cũng sẽ được học về đất nước Na Uy. Dây lì cơ ô và re là re. Tôi thích là giáo viên, ông yêu thích cái công việc, cái nghề nghiệp của mình. Daily cơ ova ra là ra. I like to be a teacher. Tôi rất là thích cái công việc của tôi. Dây aven đi la y dọc bên.
tôi thì rất là thương cái nghề nghiệp này nhá. Mình phải hiểu cái nghĩa là nó hơn cái chữ lì kia nhá, tôi thích nhá. Nhưng mà ở đây cái chữ là la y dọc bên nhá, nó là giống một cái đam mê, tôi rất là đam mê cái công việc này nhá. Mình có thể mình dịch theo cái nghĩa đó cũng được. Tôi rất là đam mê cái công việc này nha các bạn ha. Còn tôi yêu cái nghề này, tức là tôi sống chết vì nó nha. Khi mà mình nói là mình yêu tôi yêu nó, có nghĩa là mình sống chết với nó, mình coi nó như là tình nhân của mình, các bạn hiểu chưa nào? Thì mình sẽ dùng cái chữ enscare. Còn có nghĩa là tôi làm vì cái đam mê nha, thấy vui, thích cái điều đó nha. Ok nha. Rồi, tiếp ở dưới. Yasik okandesvara ikakomoponoskusha imon hình sân samira. Đây là giống một cái tin nhắn ở trong điện thoại ha. À, em bị bệnh và rất tiếc, desvara là rất tiếc nha, không thể đến tham dự cái khóa học tiếng Na Uy vào ngày mai. Xin chào từ Samira ha, thân ái từ Samira. Tức là Samira nhắn cái tin cho thầy: em bị bệnh và rất tiếc là không thể đến lớp vào ngày mai. Thắc phó bé xe đinh, cảm ơn cho cái lời nhắn đó. Bé xe là cái message ha. Cảm ơn cho cái lời nhắn đó và gu bè tinh, tức là get well, có nghĩa là chúc em mau bình phục. Gu bè tinh, bè tre có nghĩa là tốt hơn, better nha. Bè tinh là thêm in vào sau cái động từ, nó biến thành cái danh từ. Gu bè tinh nha, chúc cho bạn ha mau bình phục. Gu bè tinh có nghĩa là chúc bạn mau bình phục. Thắc phó bè xe đinh, cảm ơn cho cái tin nhắn đó, tức là cảm ơn là bạn đã thông báo cho tôi cái điều đó và chúc em mau bình phục nhé, mau hồi phục. À, xin chào từ Hồ Côn nhé, lời nhắn từ Hồ Côn. Các bạn có thắc mắc gì về cái trang này không? Trang 55. Các bạn có thắc mắc gì không? Anh Hiệp, cho anh hỏi cái chữ bò đè o với lại cái chữ beketu, cái cách sử dụng khác nhau làm sao anh? Beketu á thì thường thường mình diễn tả ra hai cái điều gì đó rồi ha, rồi mình sẽ nói tôi thích cả hai cái điều đó nhé. Còn bò đè o đó tức là mình đang ở trong cái trạng thái là mình liệt kê hai cái vấn đề đó ra nhé. Thí dụ như là thầy nói nha, tôi có cái điện thoại iPhone 10 và cái điện thoại iPhone 11, bạn thích cái nào? Ha? Thì dụ em sẽ nói là em thích cả hai, beketu, dây lì cái beketu, em thích cả hai. Nhá. Nhá. Rồi thí dụ bây giờ em sẽ nói một cái cách khác. Em thích cái này và cái này luôn. Em hiểu không? Bồ đây. Ô. Cái này em cũng thích và cái này thì em cũng thích. Các bạn hiểu chưa nè? Thì mình sẽ dùng cái chữ bồ để ô. Còn nếu mà mình nói ngắn gọn, em thích cả hai nhá. Gia lì cái bẹt kia chu, thì mình sẽ nói cái chữ đó, gia lì cái bẹt kia chu nhá. Thì mình không cần phải liệt kê cái gì ra nữa nhá. Ok. Còn nếu mà mình muốn liệt kê cái điều gì đó, tôi vừa thích đi Mỹ và tôi cũng vừa thích đi Canada nhá, ha, thì mình sẽ dùng cái chữ bồ để ô. Ở trong cái trường hợp là mình liệt kê thì mình sẽ dùng cái chữ bồ để ô. Rồi. Dạ, tất cả. Ok rồi, mình đi tiếp nha các bạn. Qua trang 56. 56 là một cái bài tập. Và xe đè ra i classroom, mà classroom có nghĩa là classroom nha, the classroom, tức là trong cái lớp học này bạn thấy cái gì, các bạn thấy cái gì thì các bạn ghi ra. Thí dụ mình thấy cái đồng hồ ghi mấy giờ, rồi thấy cái áo treo trên cánh cửa, thấy lớp học trống không, chỉ có cô giáo vân vân, và cô giáo đang viết cái câu gì đó vân vân, thấy một cái bảng trắng, thấy cái gì đó thì các bạn thường vận dụng những cái từ mình đã học nha. Mình biết được cái gì thì ghi ra cái đó. Thí dụ một cái ghế, một cái bàn, cái quả địa cầu, cái cánh cửa sổ, cái màn rèm treo cửa, cái tủ quần áo vân 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 vân, các bạn ghi ra nhé. Một cái laptop nữa kìa, đúng không nè? Thì cái bài này là cái bài thực tập, các bạn có thể tự tập ra nhé. Bạn có thể nhìn thấy gì trong cái lớp học này.
Ok, mình đi tiếp qua trang 57 luôn. Về vấn đề uthale mà là mình luyện giọng nha. Uthale, lüde, e. Cái chữ e trong một số trường hợp thì mình sẽ kéo dài chữ e, và trong một số trường hợp thì mình sẽ nói chữ e một cách gãy gọn, ngắn gọn. Thí dụ như là cái chữ e kéo dài, mình sẽ có chữ lè xe. Các bạn nhớ cái nguyên tắc không? Khi mà cái nguyên âm phía đằng sau nó chỉ có một phụ âm thì mình sẽ kéo dài nó, hoặc là nó đứng một mình cũng sẽ kéo dài nó. Trong những trường hợp sau cái nguyên âm đó mà có hai phụ âm thì mình sẽ đọc ngắn gọn nó nha. Một cách dứt khoát. Ở đây lang e lüd kéo dài vẫn e, thì mình có chữ lè xe, hè te, trè nè, men, hè le, đè re, kresk. Cái chữ crest này đằng sau chữ e nó có chữ sk, thì thầy không hiểu tại sao trong cái trường hợp này nó lại kéo dài cái chữ e nha. Thì thầy không hiểu sao, có thể là cái cuốn sách nó ghi sai nha, cuốn sách có thể nó bị sai về vấn đề in ấn, hoặc là cũng có thể nó là một cái gì đó ngoại lệ thì thầy không biết, nhưng mà nó không có theo cái quy tắc của mình. Thầy nghĩ là nó ghi sai chỗ đó, tại vì mình thấy cái kế tiếp cái chữ engest ha. Các bạn hiểu không? Cái chữ Enges nó cũng giống chữ chữ Crest nha. Thì nó lại đọc ngắn. Cho nên thầy nghĩ cái này là lỗi in ấn á. Chữ Crest nó phải đưa xuống dưới nha. Crest, Enges, Trenge, Treffer, Yes, Genta, Let nha. Đọc lẹ, dứt khoát, Let. Chứ đừng có đọc là Let nha. Let, Genta, Yes, Treffer, Trenge, Enges, Gresk. Các bạn nhé, nhớ nha, mình ở nhà mình luyện thêm mấy cái âm này, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mình hiểu và mình lưu ý cái vấn đề đó. Trong trường hợp nào thì nguyên âm mình sẽ kéo dài cái giọng mình ra, trong trường hợp nào thì mình phải đọc dứt khoát nó nha. Rồi, script o uttale tức là viết thì như thế này, nhưng mà có thể phát âm nó sẽ bị khác đi nha. Trong những trường hợp này thường là trước cái chữ R nhá, thì chúng ta sẽ đọc cái chữ e như là cái chữ a nhá. Thường chúng ta sẽ đọc chữ e như là chữ a. Thí dụ cái chữ hair, hair mình không có đọc là cái chữ er này, mình không có đọc đằng trước chữ r có chữ e đúng không nè, mình sẽ không có đọc nó là âm e nữa, mà mình phải đọc là âm a. Thì chỗ này sẽ không đọc là hair, hair, mà mình phải đọc là hair, hair, there, there, chứ không có đọc là there. Các bạn nắm được chỗ này chưa? Chủ cái động từ to be, are, đọc là are, chứ không có đọc là air, air là sai nha các bạn nha. Mình viết là chữ e, nhưng mà mình lại đọc như là chữ a, tại vì nó đi chung với chữ r nha. Giống cái chữ hôm bữa có bạn hỏi đó, cái chữ bargain, thầy ơi đọc là bargain, bargain hay là bargain? Mình sẽ đọc nó là bargain nha, tại vì nó có chữ r, er, mình đọc là bargain, bargain, chữ a giống chữ a e đó, há rộng cái miệng, có khoác ra nha, vừa kéo lên vừa kéo ngang vừa kéo dọc, bargain nha, chứ đừng có đọc là bè, bờ e bè huyền bè nha là sai, bargain là sai. Ví dụ như vậy, thì chỗ này mình có chữ har, dar, ar, ya nha. Phà đi nha. Rồi, bây giờ có những cái từ nhé, thì cũng theo cái quy tắc đó, tức là sau sau đó thì nó có RB, mình sẽ đọc cái âm đó nó ngắn lại, là verb, verb, concert, concert nha. Verb, concert, concert, chứ không đọc là concept nha, không đọc vần e nữa mà vần a. Concert, concert, verb, 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 chứ không phải là verb nha, không đọc là verb, đọc là verb. Nhớ giống trong tiếng Anh đó, các bạn đọc cái chữ verb ở trong tiếng Anh đó, thì các bạn có thể hình dung ra cái chữ a e của tiếng Anh nha. Verb, concert, ok nha. Rồi, bây giờ mình học về những cái thành ngữ nha, utrick. Những cái thành ngữ này rất là quan trọng. Nó là những cái gì mà mình nên ghi nhớ sau khi mình học xong cái bài này nha các bạn. Rồi, Utrecht, Unschön,
Unshin jai fosto ika unshin là một cái lời xin lỗi, một cái lời mở mở màn nha, để mình khơi đầu một cái câu chuyện gì đó, mình xin phép người ta, ví dụ vậy. Unshin kan jai fo en kop cafe, xin lỗi tôi có thể, bạn có thể làm cho tôi một ly cà phê được không nha. Còn cái chữ bek là kia nó cũng có nghĩa là xin lỗi, nhưng mà trong những cái trường hợp nặng nề nha, ví dụ mình đạp phải cái chân của ai đó nha, hoặc là mình làm vỡ cái ly tách của ai đó, mình bek là kia nha, xin lỗi với tất cả cái lòng thành của mình, thì mình dùng cái chữ bek là kia. Còn cái chữ unshin, bạn có thể chắn đường ra cho tôi được không, tôi chạy qua cho kịp cái chuyến xe lửa ha, tôi đón cho kịp cái chuyến xe buýt, mình dùng cái chữ unshin cũng được rồi. Nhưng mà nếu mà mình xô người ta qua một cái người ta ngã để mà mình chạy cho kịp xe buýt nha, thì mình bắt là ghê nha, đó là lỗi của tôi nha. Unshin jai fosto ika, xin lỗi em không hiểu lắm. Oyenta là lặp lại. Unshin kandu yenta, xin lỗi bạn có thể lặp lại cái điều đó được không nha, tức là mình làm phiền người ta thôi, thì mình dùng chữ unshin được, xin lỗi làm phiền nha, bạn có thể nói lại một lần nữa được không nha. Kandu yenta. Osnaka lang som có nghĩa là nói chậm rãi, nói chậm lại nha. Lang có nghĩa là dài, tức là kéo dài cái câu nói của mình ra, có nghĩa là bạn nói chậm lại, tốc độ chậm lại tí xíu. Unshin kandu osnaka lang som, tức là xin lỗi bạn có thể nói chậm lại được không. Engantin tức là one more time, tức là một lần nữa. Engantin nha. Kandu side engantin, bạn có thể nói cái điều đó, bạn có thể nói cái chữ đó một lần nữa được không nha. Đây cũng là một cách lặp lại nha. Kandu side engantin, bạn có thể nói cái điều đó một lần nữa được không nha. Engantin one more time. Olike có nghĩa là tôi thích nhá, thích nhá. Yali ko obake, tôi thích làm bánh nhá, tôi thích làm bánh, tôi thích nướng nhá. Ở đây mình hiểu bò ke, đây có nghĩa là cò ke đó, bò ke cò ke. Thường đây bánh nó hay đút lò lắm, cho nên người ta hay dùng chữ bò ke nha. Nhưng mà không phải là cái bánh nào cũng bò ke đâu nhá. Nhưng mà nó là cái thói quen của người ta rồi, cứ nói tới bò ke là người ta hiểu cái chữ bò ke cò ke nhá. Yali ko obake. Ovita có nghĩa là to know nha, biết, động từ là biết. Dai về thì kia, tôi không biết nha, tôi không biết, I don't know. O-co-mertin-o, tức là o going to do một cái gì đó, tức là đây là một cái cụm để mà diễn tả về vấn đề tương lai nha. Tôi sẽ làm một cái điều gì đó. Dai co-mertin, de co-mertin o-go-bra, mọi sự sẽ diễn ra một cách suôn sẻ thôi ha, mọi sự sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Decomertin ogo ra. Anh ơi, em hỏi cái chữ lansom là cái lansom mà thêm chữ t á, thì cái này là attract, nó phải luôn luôn là cái t đằng sau, hoặc là cái chữ lansom attractive này nó cái chữ lansom ở đây tại sao nó có chữ t, là tại vì thật sự ở trong này đó đáng lẽ nó phải có thêm một cái pronomen nữa là chữ de nha, object pronomen là chữ re. Kandus nakade langsom, em hiểu không? Nhưng mà tại vì nó không có nhất thiết phải lặp lại cái chữ de. Tự nhiên mình nói người ta, bạn có thể nói chậm lại được không? Nói chậm lại cái gì? Nói chậm lại cái điều mà bạn vừa mới nói đó. Các bạn hiểu không? Mình phải hiểu theo cái nghĩa rộng hơn. Nó nuốt chữ, nó làm ngắn gọn cái câu thôi, cho nên nó đã bỏ cái chữ de ở đây đi. Kandus nakade langsom, các em hiểu không nè? Đó, và cái chữ de đó, cho nên cái chữ lang som mình phải thêm t vào nhá, tại vì de nó là intention nhá. Mình có cái chữ đen đúng không, thì ở đây là de. Can you say it slowly, các bạn hiểu chưa? Can you say it slowly đó, cho nên lang som ở đây nó có chữ t là vậy, tại vì ở đây nó dùng chữ de ở đây nhá. Ok, tiếp nhá. Ogopotur là đi dạo nhá, đi một cái chuyến gì đó thì thường thường mình dịch là gọi là đi dạo. Đi playa ogopotur ihenga, tức là họ thường đi dạo vào cuối tuần. Entu tức là một cái chuyến nha. Entu có nghĩa là một cái chuyến, a trip là một cái chuyến đi gì đó. Yes kan entu thinbien, tôi sẽ đi một chuyến tới thành phố nha. Tôi sẽ làm một chuyến tới thành phố. Ha, ở trong trường hợp này cũng vậy, thay vì người ta nói là yes can go into Ibien, người ta bỏ cái chữ go đi tại vì không cần thiết nữa,
tôi sẽ làm một chuyến, không, tôi sẽ làm một chuyến, chứ người ta không có nói tôi sẽ đi một chuyến hay là tôi sẽ gì đó vân vân nha. Nó cũng bỏ động từ to go đi. I will a trip to the city. Obli me tức là đi cùng với ai đó nhá, tức là accompany. To accompany tức là đi kèm với ai đó, đi chung với ai đó. Obli me nha. Bli du me tìm biển, bạn có đi cùng với tôi tới thành phố không? Bli du me nó là một cái lời mời nhá. Bli du me tìm biển, bạn có đi cùng với tôi tới thành phố không? Obli là diễn tả một cái việc gì đó mình thường làm nhá, không nhất thiết là nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà nói về một cái thói quen, một cái quán tính của mình. Dây play vi play osnakenos iglasen, chúng tôi thường nói bằng tiếng Na Uy ở trong lớp nha, chúng tôi thường nói bằng tiếng Na Uy ở trong lớp, trong cái lớp học đó đó, thì mình phải hiểu cái lớp học này là cái lớp học tiếng Na Uy nha, học về tiếng Na Uy cho nên nó dùng best em form iglasen, mình phải hiểu theo cái nghĩa như vậy. Ovarekla i tức là to be nha, fun of gì đó, to be đại khái vậy, tức là yêu thích nha, thương đại khái vậy. Ovarekla i thí dụ hanakla i jobben nha, hanakla i jobben, anh ta rất là thích cái nghề nghiệp, cái công việc đó của mình. Ofobesök tức là nhận được một cái cuộc thăm viếng nha, ofobesök có nghĩa là nhận được cuộc thăm viếng, tiếng Việt mình hay dịch là có khách đó nha, chúng tôi có khách. I hen ga fo ye be suk, cuối tuần này thì nhà tôi có khách nha, tôi có khách nha, tức là có thăm viếng đó. Ohalistin o, ohalistin có nghĩa là có ước ao, có khát khao làm một cái điều gì đó nhá. Ohalistin ogoposino có nghĩa là tôi ước ao, tôi thích, tôi rất là muốn đi xem cine nhá. Ohati tin o, có thời gian để mà làm một cái việc gì đó. To have time to do something nhá. Yeah. To have time nhá, yeah, là có thời gian để làm một cái điều gì đó. Yeha ikati tin ogo posino, tức là tôi không có thời gian để mà đi xem cine đâu, để đi xem phim đâu. Yeha ikati, tôi không có thời gian, tức là tôi bận đó ha. Nói theo nghĩa bóng có nghĩa là tôi bận rộn đó. Tôi không có thời giờ để đi xem phim đâu, tôi không có rảnh. Vậy. Beklagen là xin lỗi một cách chân thành nhé. Beklagen. Jekan ikago posino, xin lỗi, tôi không thể đi xem phim được. Nha. Tôi không thể xem phim được. Says, nãy thầy có nói rồi ha. Cái động từ ở cái thế bị động, tức là mình giống cái bài đôi mắt người xưa, tình cờ ra đường rồi gặp lại cái người xưa ha. Chứ thật sự cũng không có chủ đích là mình ra mình gặp lại cái con bồ cũ của mình nhé. Mà tình cờ mình đi dạo đường, vượt quẹo cái ngó, cái gặp nó đứng sừng sững đó, nó ngó mình trên trên đó, thì ở hai cái thế bị động đúng không, hai người không có ước ao, không có muốn được xảy ra trong cái trường hợp đó, thì người ta dùng cái chữ says, có nghĩa là ở cái thế bị động, tức là chúng ta hẹn gặp nhau nhá, nhưng mà là do may rủi thôi, do cái cơ duyên mà mình sẽ gặp lại nhau thôi, chứ không phải đây là một cái cuộc hẹn hò. Ừ, ngày mai mình sẽ gặp nhau lúc 2 giờ trưa nha, cái đó lại là một cái atale, đúng không, một cái thỏa thuận rồi thì nó lại là khác. Còn cái này mình chỉ cầu mong mình được còn nhìn thấy nhau thôi, không còn được gọi tên nhau, còn được nhìn thấy nhau, thì thường thường chúng ta hỏi see you again ví dụ vậy, đó chỉ là một cái lời ước ao thôi, đúng không, khi mà mình chào tạm biệt người ta see you again chỉ là một cái ước ao thôi, chứ chưa chắc gì ngày mai người ta còn sống để mình gặp lại đâu, đúng không. Cho nên thường thường ở cái thế bị động thì nó sẽ dùng cái động từ nha, ở thì nguyên mẫu cộng thêm s nha, thì says, we says có nghĩa là hẹn gặp lại. Bồ đe ô là kể cả cái này và cái kia, vừa cái này và cái kia, thằng này nó vừa xấu mà nó lại vừa lùn nữa, ví dụ như vậy, đúng không, cái con nhỏ này nó vừa vô duyên mà nó vừa khó tính nữa, ví dụ vậy, thì mình sẽ dùng chữ bồ đe ô ở trong trường hợp liệt kê nhé. Husnaka bồ đe France o Arabis, cô ấy có thể nói được, vừa nói được tiếng Pháp và vừa nói được tiếng Ả Rập nhá, ở trong trường hợp liệt kê nhá. Còn bè ke chu thì mình biết rồi ha, cả hai, tôi thích cả hai. Thì một bạn có thích mấy cái áo này không, à tôi thích cả hai cái này luôn, tôi lấy luôn nhá. Plan on net tức là trong đó, trong số đó nhá, dịch theo nghĩa là trong số đó. Đi là re plan on net on verb, thì trong tất cả những cái môn học đó
thì trong số đó thì họ học về động từ nữa nhá. Đi là replan on it, on verb. Thí dụ người ta hỏi, ủa mày tới cái lớp đó rồi mày học cái gì ở trong đó nhá. Thí dụ về bố mẹ học hạch hỏi con cái, ủa mày đi học ở trường đó rồi mày học cái quái gì ở trong đó vậy? À con học nhiều thứ lắm, và trong đó thì có dạy về giáo dục công dân, ví dụ như vậy nhá. Plan on it là trong số đó nhá, among the other nhá, trong số đó thì có một cái gì đó nhá. On verb đi là replan on on verb. Ok nhá. Rồi bây giờ tới phần grammatic. Grammatic ở trang 58, gần hết cái bài này rồi các bạn. Đã học xong trang này hay là xong nha. Trang 58, modern verb. Modern verb là mình có nói từ đầu bài rồi đó, là về cái động từ khiếm khuyết đúng không nè. Nhớ là nó đứng một mình thì nó sẽ không có cho một cái nghĩa gì nhiều nha. Han kan ikke synge. Han kan ikke synge. Anh ta không thể hát. Anh ta không thể hát nhé. Han kan ikke. Chứ mình trả lời một cái câu hỏi, mày có thể hát được không? Tôi không thể. Thì mình hiểu nhé. Tại vì cái câu dưới, câu trả lời nó bồi bổ cho cái ý ở trên. Mày đi chơi được không? Tao không thể. Nhá, thì mình hiểu được. Nhưng mà tự nhiên cái mình gặp đứa bạn, tự nhiên cái nó gặp mình, cái nó trốn mắt lên, nó nói tao không thể. Không thể gì? Mình không hiểu. Các bạn hiểu chưa nè? Và để cho nó đầy đủ nghĩa ra thì một cái câu nói đó nó phải kèm theo một cái động từ nữa ở thì nguyên mẫu nhá. Thì người ta gọi cái động từ kia, nó cái động từ què cụt, cái kiểu vậy, khiếm khuyết là vậy đó, tức là nó không có trọn vẹn nhá. Một người trọn vẹn là hai tay hai chân, ví dụ người này bị mất một cái tay, mất một cái chân, ví dụ vậy. Cho nên dùng cái từ khiếm khuyết là vậy, nghe thì nó hơi lạ tai không các bạn, nhưng mà mình phải hiểu theo cái nghĩa như vậy nha. Động từ nó chưa có hoàn chỉnh nha. Thì han kan ikke synge là anh ta không thể hát. Rồi cô ấy phải dọn dẹp. Hun må rydde. De skal lese. Họ sẽ đọc nhá. Hun vil ha kake. Cô ấy muốn có một miếng bánh nhá. Ok nhá. Infinitive là gì? Infinitive là động từ ở thì nguyên mẫu, tức là cái gốc gác của nó. Thí dụ mình có động từ ở thì hiện tại là cái chữ jobber. Thí dụ jag jobber, tôi đang làm việc. Thì infinitive của nó là gì? Là o jobber nhá. Thỉnh thoảng thì mình sẽ không có thấy chữ o, nó nằm ở trong hoặc đơn, là tức là có nghĩa là có thể là phải có chữ o, hoặc là cũng có thể có nhiều trường hợp người ta không cần viết chữ o. Thí dụ như là discountless nhá. Thật sự thì nó sẽ là discountless. Nhưng mà không nhất thiết là phải có cái chữ to. I like to go, ví dụ vậy, trong tiếng Anh I like to go nhá. I like go gì đó cũng được nhá, ví dụ như vậy. I want running, tôi thích chạy, ví dụ I muốn chạy, tôi muốn chạy, ví dụ vậy. Thì nhiều khi nó không cần dùng chữ to trong tiếng Anh nhá. Thì cũng vậy, trong tiếng Na Uy cũng vậy, có một số trường hợp nhiều chỗ mình không cần dùng cái chữ to ở đằng trước ha. Cái chữ o ở đằng trước, infinitive nó sẽ là o dọc b. Rồi người ta định nghĩa là sao? Cái từ nguyên gốc, nguyên mẫu của nó sẽ là cái động từ ở thì hiện tại mà thiếu chữ r, tức là mình chỉ cần bỏ chữ r đi thôi là mình sẽ ra cái động từ ở thì hiện tại. Các bạn nhớ cái quy tắc đó nhé, cái định nghĩa nó, cái động từ nguyên mẫu nó là cái động từ ở thì hiện tại bỏ đi chữ r nhá. Thí dụ jobber thì động từ nguyên mẫu của nó sẽ là jobber nha, jobber. Ok nha. Thì mình có o jobber, hiện tại nó là jobber. O snacker, hiện tại là snacker. O ha, động từ hiện tại sẽ là har nha. Thầy cố gắng thầy đọc rõ chữ r để các bạn hình dung là nó phải có chữ r nha các bạn, chứ không phải là đọc như cái kiểu thầy nói đâu nha. Ok ha, đọc cứ bình thường, jobber, jobber, snacker, har nha. Không cần phải cường điệu như thầy, hãy cố gắng thầy làm trò như vậy để cho các bạn nhớ thôi. Có một số cái hình thức đặc biệt, special form, một số cái dạng đặc biệt. Thí dụ như là nó thay đổi hoàn toàn, không có phải là những cái định nghĩa của mình. Thí dụ over, động từ to be ha. Động từ to be nó rất là đặc biệt. Trong tiếng Anh cũng vậy, đúng không? To be đúng không? Nó sẽ là I am, you are, he, he. Đúng không các bạn, nhớ không? Nó thay đổi từ lưa hết. Đó, nó phải chia như vậy. Thì trong tiếng Na Uy cũng vậy. O và ra đáng lẽ là nếu mà thêm R vô thì nó thành thì hiện tại đúng không? Sẽ là O và R, đúng không?
nhưng mà nó không phải là như vậy. Nó lại hiện tại của nó lại là are. They are, you are. Các bạn nhớ không nè, nó là động từ to be nha, nó đặc biệt nha, nó không có theo cái quy tắc ở trên. Over ra, đấy, nó lại bỏ cái chữ e, chứ nó không có phải là thêm chữ r và đằng sau cái chữ were nhá. They were là đủ rồi nhá. Hoặc là osperer nhá, osperer thì nó bỏ chữ e thay vì nó thêm chữ r vào ở thì hiện tại. Các bạn thấy không nhá, nó có những cái động từ bất quy tắc như vậy nhá, thì nó gọi là special form, những cái dạng đặc biệt nhá, nó gọi là dạng đặc biệt, không có theo cái quy tắc ở trên. Cái động từ nguyên mẫu có thể có chữ O hoặc là không có chữ O. Infinitive can vary may. May tức là with hoặc là without nhá. May là uten, with or without O nhá. Tức là infinitive có thể with hoặc là without cái chữ to nha trong tiếng Anh. Thì to speak, người ta nói speak cũng được, hoặc là understand, forestall, hoặc là order, do nhá. Thì nhiều khi mình không cần phải viết cái chữ do, cái chữ to nhá, ví dụ vậy. Thì trong tiếng Na Uy cũng vậy, nhiều chỗ mình không cần phải viết cái chữ o. Ok nhá, các bạn nắm được cái chỗ này chưa? Rồi bây giờ mình qua trang 59 trang cuối cùng chưa các bạn? Đúng rồi, trang cuối cùng rồi. Ráng nha, trang cuối cùng nha, rồi mình nghỉ. Rồi, thường là cái chữ modern verb nó sẽ đi cùng với lại infinitive nhá. Mình nhìn vào trang 59, chúng ta có cái động từ nguyên mẫu có thể là không có cái chữ o nha, tức là bỏ đi cái chữ o sau những cái động từ là scan, vin, can với mô. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta viết những cái câu mà có động từ khiếm khuyết scan, vin, can hoặc là mô đó, thì sau đó cái động từ nguyên mẫu chúng ta bỏ chữ o đi, không cần thiết. Ví dụ they scan your be ihen ga, không cần phải viết là they scan o your be ihen ga nữa nhá, tại vì nó không cần thiết nhá. Người ta lược từ đi, người ta làm ngắn gọn đó. They scan your be ihen ga, không cần thiết phải nói they scan o your be ihen ga nhá, không cần thiết. Hun vin ya na fosto nosk, hun vin ya na fosto nosk, cô ấy rất là muốn hiểu tiếng Na Uy, không cần phải ghi là hun vin ya na o fosto nosk nhá. Đối với bốn cái động từ này scan, vin, can, mo thì chúng ta không cần phải dùng cái chữ o trước cái động từ nguyên mẫu nhá. Nhưng mà đối với những cái động từ khác thì chúng ta phải có cái chữ o nhá. Đặc biệt đối với bốn cái động từ ở trên, chúng ta có thể bỏ chữ O. Nhưng mà đối với những cái động từ khác thì chúng ta phải dùng chữ O. Thí dụ, dây là ra o snakenos. Mình không thể nói là dây là ra snakenos nhá, là thiếu chữ O. Hoặc là de avanskili o fosto, mình không thể mình nói là de avanskili fosto. Cái nghĩa của nó không có được hoàn chỉnh thôi nhá, khó hiểu nha. Thật sự cái câu nói là thật là khó để mà hiểu nha, cái chữ o fosto để mà hiểu nghe nó có vẻ nó rõ nghĩa hơn, cái câu nó bóng bẩy hơn. Chúng tôi học để mà nói tiếng Na Uy nha, ví dụ như vậy. Villa ra osnakenos davanskilo fosto jehami o yura, để làm một cái điều gì đó, chúng tôi có nhiều việc để làm nha. Chứ mình nói Yahamiya giờ ra, nó có vẻ như là nó có gì đó nó thiếu nhá. Các bạn nhớ hai cái quy tắc. Đối với cái modern verb scan, vin, con với mô thì chúng ta có thể bỏ cái chữ o trước cái động từ nguyên mẫu. Còn đối với những cái động từ còn lại thì chúng ta phải có chữ o ở trước động từ nguyên mẫu nhá. Đi còn mới tin obligately. Yahamiya tin ogo posino jahalistin oba ke ka ke. Các bạn nhớ chưa nè, nhớ hai cái nguyên tắc đó là được rồi. Ok nha các bạn. Rồi chèn ơi, còn trang 60 nữa, 60 mình đi lẹ thôi nha. Vem scan ba ke o vem vin smart ke,
ai sẽ là người nướng bánh và ai sẽ là cái người nếm thử nha. Vem scan bò kia, o vem vin smò kia. À, cái bài này là bài hát. Cái bài này bài hát thôi, mình bỏ qua cũng được nha. Các bạn có thích đọc thì đọc nha. En cat, a mouse or a hen, nó bu sà mân, có một con mèo, một con chuột và một con gà mái, nó sống cùng với nhau. Một ngày nọ thì con gà mái mới nói: trong nhà của chúng tôi hết đồ ăn rồi. Bây giờ thì chúng tôi phải nướng một cái bánh. Con mèo mới nói: vâng, chúng ta phải nướng bánh. Con chuột nó cũng đồng tình: yeah, there more we. Thế thì con gà nó mới hỏi: vem scan go at the man, ai đi mua bột đây, ai đi lấy bột đây? Ít cái dây, con mèo nói: không phải tôi. Con chuột nói: không phải tôi, vậy thì tôi phải đi thôi. Con gà nó nói thế. Con gà quay trở lại với lại cái bột. À, ai sẽ là người nướng bánh đây? Mình đọc này là mình hiểu câu chuyện sao rồi ha. Cuối cùng con nào cũng đòi ăn ha, trong khi chẳng chịu làm, đúng không các bạn? Đấy, con chuột với con mèo lười, đúng không? Rồi cái bánh thì hoàn thành nha. Cà ca phà đi oligopo bù ra và nằm trên bàn. Vem vin thì sẽ cà ca. Con gà hỏi: ai muốn ăn bánh nào? Tôi muốn. Con mèo con gà đều nói vậy. Con gà nó mới nói: không, tôi thì không muốn điều đó. Và cô ta đã ăn hết cái bánh một mình. Đấy, tại vì bạn không làm thì bạn không được ăn vậy thôi nha. Đó là một cái câu chuyện. Ok ha. Rồi mình học xong cái bài, học xong cái chương 4 rồi nha các bạn. Tuần tới mình sẽ học qua chương 5. À, các bạn học có hiểu hết không? Có chỗ nào mà chưa rõ lắm nha, vẫn còn mơ mơ màng màng đó, thì có gì cứ inbox cho anh nhé. Tracy, thầy ơi. Phương, Vân hỏi đi. Dạ, thầy cho em hỏi ngay chỗ cái động từ nguyên mẫu và thêm S đó thầy. Cái đó là để chỉ về thì tương lai đó thầy. Mà tại lúc nãy em bị miss khúc đó. Ví dụ như omotes services, thầy dạy đúng rồi, omotes services. Dạ. Thì nó nói lên một cái khao khát, một cái gì đó kiểu như là may rủi, cơ duyên mình sẽ gặp lại nhau hoặc là mình sẽ được gặp gỡ nhau, không? Tức là ở một cái thế bị động nhé, ở một cái thế bị động, tức là mình không có chủ động mình hẹn hò nhé, mình sẽ hẹn gặp lại. Nó giống như là một cái chữ hẹn ở trong tiếng Việt mình vậy đó ha. Mình nghe cái chữ hẹn có nghĩa là ok, một cái gì đó mà cũng có thể là nó giữ lời hoặc là nó cũng có thể là nó nuốt lời nhé. Cái hẹn là một cái gì đó nó không chắc chắn nha, chỉ mong ước như vậy thôi. Thì mình có thể mình hiểu theo cái nghĩa như vậy cũng được cho dễ hiểu. Trong tiếng Tây không, tiếng Anh thì nó dễ lắm, see you nha. Ở trong tiếng Na Uy thì nó lại có ở một cái hình thức như vậy, tức là nó thêm S sau động từ nha. Bỏ chữ R đi và thêm S vào thì nó ở một cái gì đó giống mình hẹn hò với nhau. Ok, mình sẽ hẹn gặp nha. Rồi hoặc là mình sẽ hẹn nhìn thấy nhau nha. Hoặc là mình sẽ hẹn gì đó vân vân nha. Yeah. Ok ha. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Rồi thôi mình nghỉ ở đây nha các bạn. Thầy cũng chuẩn bị đi làm rồi. Rồi thôi, có gì thầy. Rồi có gì inbox cho thầy nha, nếu mà ai cần gì thắc mắc rồi.